Cái gì chị? Hello các chị. Không được cái nào ạ em? Tại vì là hàng tối qua nó lẻ quá ấy, nó không còn số lượng nữa. Bích Thiện chốt cái gì tối qua đấy? Tại vì là những em chỉ chốt đơn ở trên live, còn nhiều chị là xem lại live chốt là không được chốt đơn. Tối nay em sale bộ lẻ hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Các bác cho em xin một nút chia sẻ để em nhìn nha các chị, không nữa ẩn comment em không nhìn thấy đâu. Em chào chị Hà Trần nhá. Hello mọi người. Đơn tối hôm qua hôm kia chốt xong rồi tình yêu ơi. Hôm nay rất nhiều bộ đẹp luôn. Các chị nhanh tay, tại vì bộ nhà em là hôm nay em bán xả. Đức Duy Minh Bùi em chào chị. Đây bộ này. Hello mọi người. Mỗi người lì xì cho em một nút chia sẻ đi ạ. Chấm cho em xin một chấm tương tác nhé. Em chào Thanh Huyền, em chào Phương Nguyễn ạ. Đợi chốt áo khoác len đã. Mẹ em làm đó rồi, em cảm ơn chị Hà Trần nhá. Ôm qua cái chai nước của em để đây còn. Thôi chị sang lý lấy hút em chai nước đi. Em khai xuân hôm nào vậy? Em khai xuân từ mùng 2 rồi. Các bạn nó đưa đây tí em đưa tiền. Sao nhẹ à? Nhanh lên nhanh lên. Áo da tí em bán đi chị Vũ. Vũ Diệu ơi, Vũ Diệu ơi, tí em bán nhá. Rồi rồi rồi, em bán luôn đây. Tối qua chốt mà không được cái nào à? Chị nhà giá Văn Chiến chốt gì đấy? Tối hôm nay em vẫn lên mà áo da nhá chị nhá. Có áo khoác da nhà em rất nhiều áo da luôn. Hôm nay bán đồ bộ nhá. Có bác nào thích đồ bộ hàng Quảng Châu lẻ size thì em lên. Rồi lên đồ bộ luôn đi. Bộ toàn bộ 400 mấy một bộ này. Đấy nó sang đây cho chị. Chưa. Rồi em một tí em bán luôn nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Thảo. Phông cổ tim á. Phông cổ tim có chị ơi. Chị cũng cắt giấy à? Có rồi, cắt sẵn rồi. Bác gió còn chị ơi. Áo chống nắng em chưa về. Em đang đợi hàng về đấy nhá. Bây giờ lên bộ luôn. Đây bộ này chị xem còn mấy bộ này. Bộ em nó mặc đây đúng không? Nó còn đen này. Lẻ mẫu lẻ sai. À, không màu này. Đen đỏ hồng. Bộ em mặc là màu hồng nhá các chị nhá. Comment là bộ B1 cho em với. B1 em tặng luôn các chị này. Xả hết nhá. Bộ này ra là bộ của nó là bộ 430, 430, 430 đấy. Bộ 43, 44 hôm nay chị nào chia sẻ livestream này. Chia sẻ livestream nhiệt tình em tặng luôn các chị.
199.000 đồng mở hàng đầu livestream ạ. Mở hàng đầu livestream, chất này là chất nỉ da cá. Chất nỉ da cá và hàng này nếu mà để mà ra test các chị vẫn mặc, chất vẫn xuống, vẫn đẹp. Chị bộ nhé, em đang còn size M đấy chị ạ. Màu đen này, đen đỏ với lại màu màu hồng em còn một bộ nhé, còn ba bộ đen. Mẫu này em chốt đơn các chị từ khoảng là 45-46 cân đổ lên ạ. 45-46 cân đến khoảng là 51-52-53 cân đổ với em chốt đơn. 52-53 cân đổ về chốt đơn. Không còn số lượng nhiều, em rút móc em sell hết các chị này. Lên hộ em là bộ B1, cái này không tìm thấy quần đâu. Đây này, khách thử xong rồi quần một nơi, áo một nơi luôn. Mệt thực sự luôn ấy, B1 đỏ. Sao cái nó chưa sang hả chị Hoa ơi? Rồi B1 kèm số điện thoại cho em nhanh tay nhá. Giá này toàn bộ trên 400.000. Được chưa? Túi này này. Hả? Để đóng. Để đóng cũng được. B1 kèm số điện thoại cho em đỏ, đen. Em mặc là màu hồng nhất, đây là màu đỏ này. Màu bên ngoài nó màu hồng hồng đậm ấy. Hồng đậm ấy. Không còn nữa chị Mai Hồng ạ. Chất đẹp quá mà không còn size XL nữa chị nhá. Đây tình yêu ơi. Size M, đây toàn size M chị này, toàn size M. Chị Bích Thiện lên số điện thoại cho em với. Đừng comment là cho chị bộ đen M, comment luôn là bộ ở B1 màu đen và kèm số điện thoại cho em. B1 màu đen kèm số điện thoại cho em bộ Thu Đông. Em vẫn còn sót mấy bộ nhá. Đấy chị ạ. Chị đi luôn, em hà hồ lấy bộ đỏ luôn đi. Chị gì đi ạ? Chị nào lấy bộ đen này. Bộ đen này mặc thích này, còn mấy bộ màu đen luôn. Không còn size L, em chỉ còn nguyên size M thôi. Hết hàng rồi tình yêu ơi, hết hàng không còn. Đấy, bộ B1 cho em nhé, em rất là nhiều bộ, các chị đừng comment là bộ đỏ nhá. Tí lên bộ khác là có bộ đỏ thì lúc sẽ rất là sợ bị nhầm mẫu, nhầm mã. Rồi B1 cho em. Hết hàng rồi các tình yêu ơi, toàn bộ đẹp này nếu mà để mà sang vụ em vẫn bán các chị trên 400.000 đấy. Đấy chị ạ, không có S đâu, M bé nhất chị nhá. M các chị từ 52-53 cân đổ về. Em 51 cân này, thì có thể bán các chị tầm khoảng 52 cân là ok. 52-53 em đang mặc cái quần hết đỏ cho em bộ đỏ tí nữa. Có nhiều bộ lắm chị ơi, có nhiều bộ lắm. Đấy chứ ạ, bộ B1 và kèm số điện thoại cho em. Đây chị ơi, cắt hết vào đi. B1 đen thì các chị chốt B1 màu đen nhỉ. Chị Bích Thiện lấy màu đen này. Bắt đầu đến em chốt nhá. Hồng với đỏ em còn sót đúng một bộ hồng một bộ đỏ thôi. Một bộ hồng một bộ đỏ của size M. Size nhỏ, size đẹp luôn. Ngày mai đây này, khách đến thử không thấy quần đâu nữa. Chịu luôn đấy. Thấy mỗi áo thôi. Bên ngoài em về luôn, chán bán bộ lắm ấy. Bộ B2 đây luôn này. Chị ơi, cái bộ hoa cúc đâu đây em nào? Đây. Có đỏ nhiều không? Đỏ nhiều. B2 bộ này có size gì đây? Size M với size gì? Kiểm tra luôn cho em với. Bộ này B2 cho em. Được chưa ạ? Em tặng luôn. Chủ yếu là size M nhiều không? Chủ yếu là size M có đen đỏ. Có size L đấy. Có cả size L đúng không? Size L dưới 60 cân nhá. Size M đó. M các chị từ khoảng là 46 cân đổ lên nhá. 46 cân đổ lên khoảng là 60 cân đổ về. Lên cho là bộ B2. Được chưa? Bộ B2 có cả XL 65 cân nhá. Có cả XL 65 cân. ML, XL. Em xả bộ này là 230.000. Được chưa? 230.000 đồng các tình yêu lên luôn cho em này. Bây giờ bộ hàng hè nó giá còn cao hơn. Bây giờ các chị mua bây giờ được rẻ này. Để cho em tặng lốt. Các chị ơi có tầm chục bộ này đấy chị không nhá. Cả đen cả đỏ. Đưa cho em cả bộ đen đi chị ơi. Em đem bộ này luôn này. B2 và kèm số điện thoại em mặc mẫu luôn nhá. Màu đỏ có nhiều không chị Hoa? Màu đỏ có 5-6 bộ. 5-6 bộ, bộ đen. Đen có tầm 5-6 bộ. Bộ đen có tầm 5-6 bộ à? Nhưng mà chủ yếu là size L nhiều. Này chị ơi cái bộ này. Rồi bộ B2 các chị nhanh tay cho em với. Chất không đẹp không lấy tiền luôn. Bác nào đã nhận được bộ này của Nhem Loan rồi cho em xin một cái phản hồi. Cho em xin một cái phản hồi xem chất có ok không nhá. Toàn bộ Quảng Châu không có bộ nào hàng Việt Nam ở đây cả. Đây bộ B2 này, đây là áo của nó nhá. Chất sướng quá này các chị ơi. B2 và kèm số điện thoại cho em. B1 hồng hết hàng rồi chị ơi. Lên bộ B2 cho em đen và B2 cho em màu đỏ. Size ML XL cho em nguyên cái túi chị ơi. Ôi đẹp quá này. Xin phép các chị nhá. Đây cái quần của nó đây. Thơm vừa. Thì chị ạ có rút dây, chị nào bụng to bụng nhỏ các chị giúp chỉnh cái dây cho em. Đấy, bộ B2 và kèm số điện thoại cho em không có 2X, tí nữa sẽ có rất là nhiều bộ, các chị 70-80 cân có size vừa. B2 và kèm số điện thoại cho em bắt đầu chốt, chị ơi nhấc bộ đây cho em với. Nhanh tay, các chị ơi không có nhiều đâu, bộ này bộ lẻ. Em xả đấy ạ, 230.000 đồng. Ok chị ạ, 230.000 đồng các chị nhìn bộ cho em này. Em tặng các chị mỗi chị nhà mình 1-2 bộ này mặc cho xuống. Bộ này mình còn mặc đến hết tháng 3. Đấy chị ạ, mình còn mặc đến hết tháng 3 tại vì thời tiết nó vẫn lạnh. Rồi chị Hà Nguyên có này, chị Minh Lý có này,
ngày mai chọn size cho em được. Chị Nga, Tố Nga rồi ok em lo chốt đơn này. Chị Yến Nguyễn ok em chốt đơn. Hết bộ B1 màu hồng rồi chị ơi. Bây giờ chốt B2 cho em. Quần còn quần 100 trước không em? Nhận hai quần về con em cướp mất rồi, vẫn còn chị ơi. Em vẫn còn nha, bộ này các chị lên là bộ B2 và chia sẻ livestream giúp em với. Chị Thủy Nguyễn ok chốt B2 này. Chị Đoan Hà ok em lo chốt đơn bộ B2 này. Ly Béo có B2 này. Lên mã hàng kẹp đối thoại cho em 40 cân không vừa đâu. Tại vì bộ này hàng Quảng Châu cái form nó hơi to so với hàng Việt Nam nhé các chị nhé. Form to hơn so với hàng Việt Nam. Chị Trương Thị Huế tôi ok em nói chốt đơn này. Có em lên màu đen nữa thì là màu đen có nhiều hơn màu đỏ này. Đây có đen XL, các chị tầm 65 cân đổ về nhá các chị nhá. Thoải mái tầm 65 cân đổ về cho em. Đâu nhờ cái bộ đen của chưa bóc ra. Ôi này, các chị nhìn đúng không ạ? Chất nó đẹp như thế này. Chị anh Đỗ Ánh Nguyệt ok em lăn chốt đơn đem vô cái áo của chị xem cái bộ màu đen nhá. Này màu đen có XL nhiều phết này chị ạ. Bình thường là Đinh Thu Hiền rồi ok em chốt đơn này. Đây. Các bác nhìn này. Bên trong nó có giấy chống ẩm. Cho nên là thời tiết mà nó có bị nồm, có bị thời tiết nó ẩm thấp ý, nó không bao giờ nó bị mốc. Gửi hàng đi nó vẫn còn gọi là nó rất là thơm và khô ráo. Cho nên là kể cả những em có để sang vụ sau ấy thì nó không ảnh hưởng gì đúng không ạ? Bao nhiêu tiền bộ? Bộ này là 230 chị Nhiêu ơi. Bộ này hơn 400.000 em đang bán ở trước nha các bác nhá. Hơn 400.000 thì xả có 230.000 đồng. Đây các chị yêu lên nhanh tay cho em ạ. Chất của nó chất cực đẹp luôn. Chị nào đã mua về đến cái dòng bộ như em là các chị biết được chất lượng đúng không ạ? Chị Hà Nguyễn ok chốt màu đỏ đen, thử mặc cái màu đen luôn. Đấy chạm, thử mặc màu đen luôn các bác xem nhá. Chị Hà Nguyễn có rồi chị yêu ơi. Sen Hoàng ok chốt B2 màu đỏ này. Chị ơi cẩn thận nhầm quần nhá. Đâu nhỉ, đây em dở cái đây quần nó đây. Chẩn chưa, có hình hoa cúc ấy. Đây, bộ B2 trên màu đỏ này. À màu đen này. B2 màu đen. Đấy chị ạ. Đây các chị yêu nhá, chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Hàng nào hàng Việt Nam chuẩn nó luôn, các chị là hàng Việt Nam. Chị mua của em 350 thôi kệ đi, 350 lúc đấy chị còn được mua giá sale đấy. Chứ còn em nhập vào còn gần trên 400.000 rồi. Em này em lỗ gần 200.000 đồng một bộ này. Đấy chưa ạ? Thôi cuối vụ rồi thôi em xả nhé các chị nhá. Đây bộ B2 cho em màu đen. Chị Hương Mai rồi ok em chốt đơn. Đấy chưa ạ? Để dành cho mình hai bộ lúc nào hết dịch sticky. Chị chọn đi xong ngày mai chuyển khoản em giữ hàng nhé chị ơi. Lam Anh Lê rồi ok em chốt đơn này. Hữu Phát có màu đỏ này. Áo hồng lần sau bao tiền? Hơn 200.000 thì áo ra. Hơn 200.000 một cái. Chị Vũ Nga có đơn này. Quần ăn mặc không có bán chị ơi. Thôi hệ B2 kèm số điện thoại cho em. Màu đen XL ok chốt chị Nguyễn Dung nhá. Chị Hà Hồ rồi ok chị em chốt đơn này. Bộ B2 này. Chị Nguyễn Phượng ok chốt màu đỏ này. Ok chị luôn này. B2 kèm số điện thoại cho em. Quần rất là nhiều. Các chị mua em thấy luôn, có chị còn đến mua đến 5-6 bộ nhà em rồi ấy. Chị Nguyễn Phượng có size M màu đỏ ok có rồi tình yêu nhá. Đây là bộ B2 kèm số điện thoại cho em. Chất cực đẹp luôn, toàn bộ hàng Quảng Châu. Số bộ nhà em không phê thì bộ nào phê nữa chị đúng không ạ? Không có ép đâu, hàng này đính từ size M là bé nhất nhá. Chị Mai Hà rồi ok chốt màu đỏ này. Nhanh không hết rồi các chị ơi. Luyến Bách có bộ B2 màu đen này. Được chưa? Tình Nguyễn rồi ok chốt B2 này. Chị Hồng ấy, chị Hồng ok chốt đơn này. Các bác không chia sẻ ẩn comment là em không chịu trách nhiệm đâu nhá. Ngọc Mai rồi ok em chốt đơn này. Bộ khóa em có chị ơi, bộ khóa có. Thôi chị ơi, chốt đủ luôn, không có hàng đâu. Chị Vân Lê rồi ok em nó chốt đơn này. Đây, quần của nó đây nhá. Được chưa? Các chị nhìn này. Chất không đẹp không lấy tiền, chị ơi 230.000 đồng một bộ. Chị Nguyễn Kim Anh rồi ok chốt màu đen này. Thôi nhá, dừng chốt cho nó nhá. À, không có bộ 43 cân nữa chị ơi. Bộ 43 cân em hết hàng rồi. Tại vì cái bộ này là form nó hơi to. Chị Hòa Vũ đỏ size M rồi ok. Chị Bùi Tuyết ok chốt B2 này. Lan Anh Lê có rồi, thử comment một lần thôi. Em nhìn thấy comment rồi nhá, rồi em xem mẫu này. Xem có cái mẫu nào nhiều tí em bán. Chị ơi, có cái bộ ở trong cái kia em bảo có mấy cọc size to ấy. Bán nốt. Chị Hoa ơi, cái áo đây còn cái quần đâu rồi? Quần mất rồi. Hả? Cái áo của nó đây còn quần của nó đâu rồi? Đó, quá trời ạ. Đây. Bên này có bộ nào ở ngoài không nhỉ? Bộ này bộ B3 cho em. Em xả rẻ mà chị.
bảo là bác bán bằng ngày thường thì còn nói chuyện gì nữa hả chị ơi. Bộ này có vẻ là bộ B3 cho em nhé. Đây các chị này, bộ này là bộ khóa. Bộ này là bộ khóa. Nhưng mà cái form này nó hơi to chứ các chị nhá. Chị Hoa xem một em xem nó có size gì chị. Còn những size gì với size M này. Các chị nhìn cho em này, bộ B3 và kèm túi điện thoại cho em. Chị nào đã nhận được đồ bộ này của em rồi cho em xin một cái phản hồi với. Và chia sẻ live stream cho em nhé các chị nhá. Bộ B3 và kèm theo số điện thoại cho em này. Hả? Size gì? ML. ML có ít không? Bộ này form to thôi này. Chuẩn xịn luôn, bộ B3. Được chưa? B3 và kèm số điện thoại này, bộ khóa này. Bộ này phải các chị phải tầm khoảng 55 cân nhá. 55 cân đến 70-75 cân. Được chưa? 55 cân đến khoảng 70-75 cân em chốt đơn. Bộ này form to các bác này. ML 2 size. Được chưa? Size M với size L 2 size. Bộ này bộ khóa. Chất cực kỳ là dày luôn. Chất ô mì nhá các chị nhá. Em mặc thử cái đồ bộ này luôn này. Bộ này các chị phải tầm 55 cân đổ lên em mới chốt nhá các chị nhá. 55 cân đổ lên mới chốt đơn. Thôi còn cả đống bộ lẻ sao chị không ôm ra đây cho em. Quần này chắc chắn về các bác phải cắt gấu rồi. Tại vì em mặc nó hơi bị dài. Quần nó hơi bị dài. Về các chị cắt gấu nó không bị bắt giá đấy nhá. 55 cân đến 75 cân em chốt đơn. Ok chưa? Các chị lên là bộ B3 và kèm số điện thoại cho em. 250.000 đồng một bộ khóa. Ok chưa? 250.000 đồng số lượng. Có tầm khoảng hơn chục bộ đấy ạ. Đúng không? Chỉ khoảng là đến khoảng 15 bộ thôi. Đây các chị này, lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Ngọc Mai có này, Tài Tân có này, Đoan Hoa có này. Lên bộ B3 và kèm số điện thoại cho em. Các bác mình có đơn hàng nhé, các chị nhìn cho em. Chất này không đẹp, em Loan không lấy tiền. Được chưa ạ, hàng Việt Nam các chị mua giá cao hơn. Đây là giá này là em xả các bác nhé. Chị Nguyễn Kim Anh ok. 55 cân đổ lên nhé, chị Hoa ghi em với. 55 cân đến 75 cân em chốt. Ghi em cái chiều, cái cân nặng luôn của em với. Chị Hoa Vũ rồi ok, em Loan chốt đơn này. Bộ B3 cho em nhé, B3 cách số điện thoại cho em các chị mình có đơn này. Đẹp tuyệt vời. 55 cân đến 75 cân. 50 cân không vừa chị ạ, 50 cân mặc rộng đây này. Em 51 cân mặc rộng nhé, các chị 55 cân đổ lên đã chốt. 55 cân đổ lên đã chốt đơn. Chị Huyền Đông ok, bác nào tầm 75 cân quay đầu các bác mặc bộ này cho em. 55 cân đến 75 cân em có size M, size L, form này là form to nhá. Form này là form to cho em. Đây. Bộ quá đẹp luôn. Được chưa ạ? Tình yêu hoa gió chốt đơn này, chị Ngọc Ánh chốt đơn này. Bộ B3 cho em, chị yên tâm đồ ok luôn chốt đơn này. Lên cho là mã hàng kèm số điện thoại cho em mà có đơn hàng nhá. Trời ơi, các chị này, nhìn cái bộ này, nó nặng tay luôn. Được chưa ạ? B3 hàng gì? Hàng này chất u mì. Em nói luôn bộ này chất u mì cho em nhá, hàng Quảng Châu. Các chị nhìn qua cái túi móng rồi cái quy cách của đóng hàng các chị biết nó là hàng Việt Nam hay hàng tàu. Được chưa ạ? Mà chất nó thì các chị giặt thoải mái cho em không bị bay không bị xù. Không bay không xù, giặt máy thoải mái cho em. Bộ này em bán là riêng bộ như em bán như kiểu là dòng thương hiệu rồi nha các chị, không phải suy nghĩ về cái giá cả và chất lượng luôn. Và bộ này không bao giờ có dưới 400.000 ở trong vụ như các chị nhá. Đợt trước là hàng của nó là hàng hơn 500.000 là giá ngoại trừ đang bán mà như em đang bán là 470-458. Bây giờ em xả có 250 thôi. Toa lên thổ ngày qua không chốt đâu chị ạ. Thế là chắc bị hết hàng, nó không dám gọi chị sợ bị chửi chị ạ. Hết hàng, lên thổ nó hôm qua là cái mẫu gì mà mẫu thổ năm ấy nhỉ. Hôm nay rất là nhiều chị là chửi, bảo là hôm qua chốt như thế mà hôm nay báo hết hàng. Các chị chốt quá trời luôn ấy. Rồi em qua mẫu nhá. 52 cân 1m67 à. Mặc thì chiều dài là vừa. Em sợ chiều rộng nó hơi chiều ngang nó hơi rộng một tí chị ạ. Chị Phương ta nhá. Chị ghi lên video ok chốt đơn bộ B3. Các chị comment là bộ B3 và kèm số điện thoại cho em tí. Em sale lên lẻ thôi, chia sẻ live video cho em là ẩn comment là ngày mai là những việc em không chốt được. Ngày nào cũng hàng xịn thì làm sao có tiền đây. Trời ơi giá rẻ đấy các chị chốt đi. Chứ còn các chị nhập hàng em thấy luôn không bao giờ có giá này. Biên giới hoa sim có nhá, bộ B3 này. Bán bộ chỗ ghế chưa em? Chưa chị ơi, chưa. Đấy là bộ lẻ thôi. Nó chỉ lẻ mẫu còn một vài cái thôi. Quần bo gấu á. Có bộ rắn gì là có bộ quần bo gấu ấy, chị ơi. Này chị Hoa chất bộ B3 này. B3 kèm số điện thoại cho em nhá. Chốt được bao nhiêu bộ này rồi nhỉ? Không có may ngày mai. Nặng 56 cân, 1m55 là chị chắc chắn phải cắt gấu đi đấy. Nhưng mà cắt gấu nó không bị mất dáng. Quần này nó không phải quần bo gấu. Nên các chị cắt gấu nó không bị mất dáng đâu. Các chị nhìn cho em này, cắt gấu không mất dáng. Các chị nhìn cái dáng bộ này, quá đẹp luôn đúng không ạ?
B3 kèm khuyến mại cho em 250.000 đồng bộ khóa này các chị nhá. Set váy xanh đằng sau á. Ồ, set váy á, 150 bác nào lấy nốt đi. Set váy đấy tặng các chị nốt 150.000, set váy nhung 150, còn đúng một set thì thôi hết hàng. Nó còn một màu B nữa. Còn bộ màu B nữa. Rồi em qua bộ khác nha các chị nhá. Rất nhiều bộ mới luôn. Có bộ em còn chưa bán, em chưa bỏ ra bán tại vì là không có thời gian bán bộ ấy. Hôm nay dành một buổi tối để live bộ. Đây bộ lẻ à chị Hoa? Đấy bộ lẻ. Kia cái đống này. Đó, cái đống trước mặt đấy em. À, ừ đấy. Đây là size to. Đây là size to đùi này. Đây chưa mấy bộ đấy. Không biết đây size gì đây. Chị Minh Hòa đang ok. B3 47 cân chắc chắn là không vừa rồi chị ạ. Đây chị nhìn cho em này. Bộ này các chị coi B4. Có size XL, 1XL, 2XL đấy. Coi xem có size nào nhỏ hơn không. XL, XL 1X với 2X đấy. Để chị ạ, có size 1X với 2XL. Các chị nhìn cho em này. Bộ cực kì là dày luôn. Để chị ạ, bộ cực kì là dày luôn. Chị Vân Lê cũng bộ B3 nhé. Các chị comment là bộ này bộ B4 ạ. B4 và kèm số điện thoại cho em. Nguyễn Phượng ơi, ngày mai chị bảo nhân viên nhà em nhé. Chị My Dung ok chị này. Lên cho là bộ B4. Trời ơi, 1X với 2X. Để em xem đã, tại vì xem còn mấy bộ này. Bộ này là toàn size to thôi. Size to đùng ý. Bộ này các bác phải trên 60 cân. Đấy chứ ạ, của này 1X với 2X thì các chị phải tầm khoảng là 60. Đây, em mặc rộng nhất các chị nhá. B4 á, 60 cân đến phải đến 80 cân bộ này. Có 2XL này. Dưới 80 cân cho em, 75-80 cân đổ về và trên 60 cân đổ lên nhá. Trên 6, chị ghi hoa ghi của em là từ 60 đến 80 cân. Được chưa ạ? Em sell luôn các chị mức giá là 200.000. Được chưa ạ? 200.000 đồng một bộ này. Các chị coi là bộ B4 và cách số điện thoại ạ. Có đúng 4 bộ thôi. Có duy nhất 4 bộ em tặng cho 4 chị. Được mua mức giá là 200.000 một bộ. Hàng hơn 500. Hàng hơn 500.000. Được chưa ạ? Bộ B4 nhé các chị nhá. Kiều Hoàng Vũ có. Trần Diễn ok em chốt đơn này. Em không có nhiều, có đúng 4 bộ này em chỉ nhìn cho các chị thôi. Có đúng 4 bộ kỷ niệm các bác. Bộ B4 ạ. Từ 60 đến 80 cân. Được chưa ạ? Từ 60 đến 80 cân chị Thúy cổ một bộ này. Chị hiểu em nhá, 60 đến 80 cân. Chị Thúy nhà em vừa tình nhìn thấy tên comment này. Phạm Thanh có B3 này. Chị Trần Diễn có B4 này. Được chưa ạ? Đây, còn 2 bộ như em đang mặc đi này. Đẹp quá mà không vừa đúng không ạ? Tại vì là bộ này chất nó dày lắm, bác nào vừa các bác lấy luôn thì có 200.000 bộ quá rẻ. Nó quá là bèo bọt luôn mà cái chất nó dày như này cơ. U mì nhá các anh chị nhá. U mì còn khóa nữa cơ. Chẳng qua em còn size to nên em bán nốt thôi. Em xả nốt có 200.000 một bộ, bộ B4 ạ. Để chị ạ, B4 và kèm số điện thoại cho em này. Em mặc cái quần nó rất là rộng luôn. Các chị tầm 60 cân đổ lên cũng chốt nhá. Chị Hương Dung ok chốt đơn này. Để còn một bộ thôi ạ. Còn sót một bộ thôi. Chất này không đẹp không lấy tiền nhận hàng, bóc ra xem hàng cho em nhá. Đây. Các bác nhìn thì quá đỉnh luôn này. Đấy, chị Lan Hoàng ok chốt B4 nhá. Toàn bộ hàng Quảng Châu. Phát hiện ra hàng Việt Nam em cho các chị trả lại. Được chưa? Em nói luôn trên live là phát hiện ra nếu mà nhận hàng mà không phải hàng Quảng Châu em cho các chị trả lại luôn. Rồi bộ B5 lên tiếp này. Chị cho em mấy cái bộ ở chỗ kia đi. Còn nhiều bộ lẻ tí nữa, còn lên một bộ bán bộ đấy. Lên bộ khóa nhỏ, bây giờ không còn bộ khóa nhỏ nữa chị ạ. Đây là 1X này. Cái này có bộ nào ở ngoài không nhỉ? Đây. À không phải. Đây là chị ơi, chỗ này còn một bộ nữa. B5. Còn nguyên 1XL các chị nhắc bộ B5 mà kèm số điện thoại cho em ạ. À. Em bảo rồi bây giờ nó lẻ sai lẻ số thì mới sell giá này, chứ còn ngay từ đầu về hàng mà em bán giá này thì chắc là lỗ sắp hết cả mặt vào rồi. Đây các chị nhìn cho em này, size này size to ấy chị nhá, 1XL đấy ạ.
bộ các chị lên là bộ B5 một kèm số điện thoại cho em. Ôi, bộ này đẹp quá mà còn mỗi một size 1XL. Thì các chị tầm khoảng là 60-65 cân nhá. Bộ này các chị thoải mái, các chị có đến 68 cân mặc được. Được chưa ạ? Sao trên 60 cân đến khoảng 68 cân quay đầu cho em. 70 cân vẫn ok nhá. Bộ này các chị từ 60 đến 70 cân. Đoan chốt đơn. Bôi máy đây. Bộ này không đẹp không lấy tiền. Phong cách quá đẹp luôn này. Này, B5 đi. Ôi, B5 cho em này. Thì cái kiểu rất là hay nha các chị nhá. Cái cấu của nó cũng đẹp này. B5 mà kèm số điện thoại cho em. Đấy chưa ạ? B5 này. Chị nào từ 60 cân đến 70 cân em chốt đơn nhá. Chị Hoa ghi hộ em từ 60 cân đến 70 cân nhá. Ghi rõ hộ em cân nặng để mai cho nó chốt nó dễ. Ok chị ạ, bác nào từ 60 cân đến 70 cân nặng chốt nhá. Chị My Dung chốt này. Đấy chưa ạ? Khánh Ly Cao chốt đơn này. Chị Nguyễn lên số điện thoại. Chị ơi, em còn đúng 4 bộ thôi. Em nói giá đâu nhỉ? Tôi bán mình ăn nó 220 đi. 220 đi. Bộ 48 này, hàng 48. Được xem 220.000. Còn đúng 4 bộ sót sẽ XL. Đấy chưa ạ? Bộ này các chị lên là bộ B5 một tuần số điện thoại cho em. Em mặc nó rộng nhá. Các chị mặc nó vừa vừa nó sẽ đẹp hơn ạ. Chị Phương Tuấn một bộ đi. Ví dụ em một nhớ để bộ cho chị Phương Tuấn nhá. Ok cho em qua mẫu này. Còn đúng 4 bộ sót lại thôi ạ. Đâu còn nữa. Con ấy kia nó không sang à? Không dở ra. Con lì. Sao lẻ này hai chị em cho nó nhanh. Rồi em qua mẫu đợi em một xíu. Một xíu. B5 đẹp quá mà có mỗi 4 bộ thôi. Lẻ sai còn XL đấy ạ. Sao đây mày ngủ ở nhà mày ơi. Nhanh lên sao chị. Tổ sư giờ con điên. Bộ B6 cho em đấy ạ. Bộ hôm à đơn hôm qua gọi chốt đơn là em gửi rồi. Bộ này bộ B6 các bác nhá. B6 và kèm số điện thoại cho em. Đấy chưa ạ? B6 và kèm số điện thoại cho em. Bộ này có hẳn MLXL đủ 1G luôn. Đủ 1G luôn nhá các chị nhá. Bộ B6 này, M này các chị phải tầm khoảng là 50 cân đổ lên nhá. Tại vì size form này form to, 50 cân đến khoảng là 68 cân đổ về. Từ 50-48 cân đổ lên mặc được đấy. Đây các chị ơi, bộ này bộ B6 có 4 bộ ạ. À. Em bán xả hết mà. Bộ B6 cho em. Xem bộ đấy không? À, không có bộ nào đâu. Cái gì chị? Cái treo không còn bộ nào. Ôi, bộ B6 cho em. Trời ơi. 200 mấy? 230 nhá. 230.000 đi. Cho các chị nốt bộ này 230 vẫn còn đủ một gì. Đấy chị ạ. 230.000 đồng cho là bộ B6. Từ khoảng là 48 cân đổ lên mặc được nhé. 48 cân đến khoảng là 65-68 cân đổ về. 48 cân đến 68 cân. 2 bộ XL, 1 bộ size M, bộ size L là hết này. Ok chị ạ, bộ B6 và kèm số điện thoại cho em 230.000. 230.000 đồng. Chiên hoàng bộ B6 size L. Cho chị một bộ này. Bộ nào đẹp và chất xuống lắm chị ạ. Em thề luôn, bộ này chất xấu em cho các chị trả lại. Không có ai bán giá này luôn ý. Chẳng qua là em còn lẻ ít thôi, em bán cho nó hết để em về hàng nghề thôi. Đấy, bộ B6 kèm số điện thoại cho em nhé. Các chị comment luôn cái cân nặng chiều cao để ngày mai nhà em nó lọc luôn. Các bạn nhân viên sẽ lọc luôn xem là cái chiều cao cân nặng của chị nào vừa và còn hàng thì các bạn sẽ chốt luôn nhé. B6 á. Có bác nào thích bộ gắn di không? Bộ gắn di toàn bộ hơn 500.000 một bộ đấy. Mấy bộ gắn di này luôn này. Bộ này các chị comment là bộ B7 cho em ạ. B7 bộ gắn di em sale 200.000. Đấy chị đào nhanh tay được nhá. 200.000 đồng một bộ dằn di cho em MLXL. Thì form này là form nhỏ, các chị 45 cân đến 60-62 cân đổ về. Đây MLXL có đủ di luôn của bộ dằn di này, bộ B7 ạ. Bộ B7 và kèm số điện thoại cho em các chị nhìn hàng này. Các bạn nhìn hàng cho em bộ B7 nhá các chị nhá. B7 lên đơn và kèm số điện thoại bộ dằn di. Em sale các chị có 200.000 đồng một bộ thôi. Em mặc lên các chị xem form của bộ này nó là cái gì nhỉ? Nó là quần bo gấu. Nó là quần bo gấu. Đẹp thế. B7 size L chị Ngọc Anh bộ này. Em xem còn size L không? Đây size L nhá. Chị Ngọc Anh bộ size L này. Đấy các bạn ơi, bộ B7 cho em.
dần di. B748 cân bằng size M chị Thu Hoài chốt này. Size L này. Bác nào chốt B7 size L nhỉ? Size L thì các chị tầm khoảng là 52 cân đến khoảng 55 cân. Và XL các chị tầm dưới 60 cân chốt đơn nhá. Bộ này comment là bộ B7 tí em xả áo ra luôn tình yêu ơi, tí em nó xả áo ra. Bộ B7 và kèm số điện thoại này. Em mặc thử cái size M luôn. Còn áo lót lông không á? Còn có vài cái thôi chị ơi, hết hàng rồi. Đây chị lên đơn cho em. Màu bên ngoài nó đỏ đậm hơn một chút nha, nó không đỏ tươi trên like đâu. Em xả 200.000 đồng bộ B7 ạ. Thùy Lan Phong ok, có B7 size L này. Ô thế thì, à còn một bộ XL nữa. Phạm Thảo ơi, chị bao nhiêu cân đấy? Tại vì là bộ này bộ lẻ size, các chị comment luôn cái cân nặng chiều cao các chị của em luôn với nhá. Lót lông màu hồng size gì? Cho em tí. Size M chị ơi, lót lông màu hồng size M. Ôi đẹp quá, trời ơi bộ này các chị đi mua ngoài không bao giờ có dưới 500 nghìn đâu. Tại vì hàng dòng di rất là đắt. Hàng dòng di rất là đắt luôn nhá. XL 59 cân thì nhà giá Văn Chiến này. XL luôn. Hiểu chưa? XL luôn. Và tài tân như comment lúc nào chậm. Thiện chí em tặng luôn các chị mức giá là 300.000. Được chưa? Bộ này hơn 500 set 3 món nha các chị nhá. Nó là hàng Dior. Lại còn bộ khóa nữa cơ, xem em xem nó là size gì nhá. Đừng có nói là size này size M nhá. Size M luôn này. Được chưa? Size M dễ bán cực kỳ luôn. Bộ này các chị coi là bộ B8 đúng không? B8 của size M. Đấy, bộ có mũ đây có đúng một bộ này thôi chị ơi. Hết rồi. Bộ B8 nhá. Úi giời. Em không còn mặc cái áo trong, mặc luôn cái khoác ngoài luôn trước cho các chị. Hôm qua chả được phát nào, buồn quá. B8 size M chị nào chốt chắc lấy nhá. Tại vì là bộ này bộ set 3 và hàng này em vẫn đang bán bình thường. Tại shop thì em là 480. Đấy chứ ạ, đang bán bình thường tại cửa hàng ngay là 480.000. Tại vì bộ này cực kỳ dễ bán và phong cách nó mặc lên rất là đẹp luôn. Size số của cái bộ này các chị tầm khoảng là 50-55 cân quay đầu, 55-56 cân. Các chị từ 50 cân đến khoảng 55 cân nhá. 50 cân đến 55 cân bộ B8 ạ. Được chưa ạ? Bộ B8 set 3 món. Được chưa ạ? D8 set 3 món như này. Này chị ơi, 300 nghìn. Còn đúng một bộ. Nó lên nó lẻ, nó lẫn vào trong kệ kìa. Rồi em qua mẫu nhá các chị nhá. B9 cho em còn một bộ này. B9 em còn sót một bộ này. 250 em cho lên đường luôn. Được chưa? 250.000 đồng. Size này size L. Được chưa? Em ướm thử xem bao nhiêu cân mặc được nhé các chị nhé. Comment luôn hộ em là bộ B9 ạ. B9 250 một bộ này. Size L luôn. Bộ này trước các chị tầm 60-65 cân.
Để chị ạ, 60 cân đến 65 cân là ok cho em này. 58 cân đổ lên nhá. 58 đến 65 cân bộ B9 là 250.000. Như bộ này còn bộ màu hồng hồng hay sao ấy. Đây cái quần của nó này. Bộ B9 cho em 250. Cái này nó có một cái áo màu hồng nữa chị ạ. Có một bộ màu đỏ, một bộ hồng. Bộ này bộ B9 nhá. 250. Chất u mì ạ. Chất u mì cho em. Cái áo của nó màu hồng. Đấy. Nó lẫn lộn lộn đâu chỗ nào ấy. Đúng là em nhìn có một cái áo màu hồng như em cơ ở trong kia nào, đúng không? Hồng size gì đấy? Size L luôn. Đấy. Các chị này, một bộ màu hồng với lại một bộ màu đỏ. Các nào chốt comment lỗi em mặc nó rộng cho nên nó không lên form được đẹp nhá. Các chị tầm 58 cân đến tầm 65 cân. 58 cân đến 65 cân các chị ơi, một bộ đỏ bộ hồng, bộ hồng này cũng xinh này. Còn không có hàng bán ý. Thôi em còn sót nó lẫn vào thôi em bán nốt các chị mức giá 250 á. Em qua mẫu này, 58 cân đến 65 cân, em qua mẫu luôn. Bộ màu tím này mới đỉnh này. Còn sót bộ tím này. À, đẹp quá. Size L, tím và size L. Tình yêu ơi, lên bộ tím cho bộ B10 nhá. B10 một tím một size L à. B10 một tím một size L, các bác lên đơn cho em này. Để em xem form nhá, em ướm thử rồi em chốt chiều cao cân nặng luôn nhá. Quần sót không còn hàng đâu chị ơi, hết hàng rồi. Quần này là quần của em mặc thôi. Bộ này các chị lên là bộ B10, size L, tím đẹp chưa? Để chạm size L luôn. B10 size L không cần mặc lên đúng không ạ? Em báo cân nặng luôn nha các chị nhá. Ừ. B10 230 đi, bán nốt 230. Bộ như em toàn bộ Quảng Châu, không bộ nào dưới 400. Được chưa? Các chị tham khảo thị trường thoải mái. Rồi, B10. Các chị từ khoảng là 57 cân đến tầm 65 cân quay đầu. 57 58 cân đến 65 cân. Đấy bộ B10 nhá, 57 cân đến 65 cân là ok này, bộ B10 này. Bộ này em chưa lên đúng không? Đây 12 này. 5 đến này. 3 bộ màu đen. Đây là size L. Một bộ size M và hai bộ size L. Lên rồi. Lên rồi kìa. Rồi lên B1 đấy. À ừ. B1 đúng không? Roma đúng không? Đúng không? Có một bộ màu hồng như thế này. Hai màu hồng. Một PT và một bộ này. PT bộ này có một bộ size L. B11 cho em ạ. Một bộ size L. 1m68 thì chị mặc đẹp không phải cắt gấu tí nào đấy. Bộ này B11 cho em của size L ạ. 55 đến 60 cân. Đấy chị ạ, 55 cân đến 60 cân bộ B11 và kèm số điện thoại cho em. 55 cân đến 60 cân nhá. 49 cân không vừa chị ơi, bộ B11 từ 55 cân đến 60 cân nó chốt đơn là size L ạ. Nó là size L bộ B11 ạ, bộ BT này. BT B11 55 cân đến 60 cân. Còn một bộ đấy. Còn gần còn một bộ. BT này. Ừ. Đây. Ừ, hai bộ. Hai bộ đều size L hết, 55 cân đến 60 cân nhá các chị nhá. Thì Đông Nguyễn ok cho một bộ này. Đây phải không? Phải nó đen. Đâu? Không không không. Thế chỉ có hai bộ này thôi. Hai bộ. Hai bộ duy nhất. Thì chạm B11 nhá. Đây một đi, bác nào chốt em có hai bộ đấy. Okay. 58 cân đến 65 cân, 220.000. Để chạy 220.000 đồng bộ B11 ạ. 53 cân 1m62, tí tìm size M chị nhá. B11 size L, không còn size M đâu chị yêu ơi, đây là size L ấy này. Đều là size L hết nhá. Các chị nhìn cho em có 200 mấy? 220.000. Giá sale ạ. Hàng trên 400. Bộ B11 và kèm số điện thoại cho em. Này trên kia có hai bộ, ba bộ rồi. Đau đầu quá. Thùy Trần có ok chị Nguyễn Hằng nhá. 59 cân là vừa đẹp luôn đấy chị. Em báo cân nặng từ khoảng là 50 mấy cân.
55 cân hay 60 cân thì chị ở trong cái mức cân đấy là chị mặc vừa đẹp chị nhá. Đấy là size L chị ạ. Size L này. Ủa? Có cái áo này ở trong đây. Ôi cái áo này là của set khác, ai nhét vào đây đây. Bộ này bộ set 2 mà trời. Đây là bộ set 2. Size L này. Toàn size L hết, bộ này B12 cho em. Toàn size to đúng không ạ? Tại vì là hàng này em hết rồi. Bộ này bộ B12 cho em nhé. B12 và kèm số điện thoại ạ, size L. VO rồi. Đúng rồi, ba mấy bộ size L hết, ba bộ cũng sao, còn ba bộ. Rồi bộ B12 cho em. Để size L hết. Đến 60 cân. Thì chắc 54 cân đổ lên, 53 54 cân đổ lên khoảng là 60 cân đổ về bộ B12 ạ. Thì chắc B12 và kèm số điện thoại này. 54 cân nhá, 54 cân đến khoảng là 60 cân đổ về. Đây các chị nhìn xem này. Thì chắc 220 nốt này, còn 4 bộ. Còn 4 bộ chi shop tư duy nhất các chị này. Ngọc Ánh một bộ này, B12 này. Lên đơn cho em nhá, nhanh tay hết rồi các chị ơi, còn đúng 4 bộ size L. Em còn đúng 4 bộ size L, chị Hòa Vũ một bộ này. B12 này. Được chưa? B12 kèm số điện thoại ạ. Phượng Tuấn, B12 tình yêu đừng comment là B22 thì mai không xuất được đâu chị ơi. Hồng với chị Hồng ok các đơn. Rồi Trương vào trước dự phòng nhá, tại vì là có 4 bộ. Có 4 bộ B12 này. Chọn mấy khúc mấy bộ kia ra. Bộ gì màu tím này? Cái bộ này như lúc nãy có một bộ màu tím sao ấy. Chuẩn luôn nhỉ. Có một bộ như này màu tím. Không phải, không phải. Ủa, ôi. Này. Sao lại sót bộ này nhỉ? Size gì đây? Size M. Size M. Nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ đẹp xinh như này mà. Còn này B13 nhé các chị nhá, size M. B13 size M ạ. Thôi, chả lẽ em để bộ này em mặc. Bộ này đẹp quá này, size nhỏ nữa. B13 các bác ơi, 250.000 đồng. 250.000 đồng một bộ B13. Đấy chưa các tình yêu ơi, 50 đến khoảng 55 cân nhá. 50 cân đến 55 cân em loan chốt đơn. Bộ B13. B13 từ 50 đến khoảng 55 cân loan lên đơn này. Chất đẹp tuyệt vời luôn, 250. Đấy chưa ạ, 250.000 màu đẹp nhá. Bên ngoài cái màu tím của nó đẹp hơn trên line nhiều. Không XL em chỉ còn size M thôi. Đấy. Bạn nào chốt thì lên đơn nhá, B13. Cho em cái áo phông lúc nãy bị lẫn vào đây. Nó là cái set này. Nó là cái đồ bộ set 3 này. Thì chạy bộ này set 3, bộ B14 nhé chị nhá. B14 ạ. Size M. B14 size M hàng set 31. Được chưa ạ? Em xả 280.000. Em xả 280.000 đồng bộ B14 ạ. Size M còn một bộ ạ. B14 size M em còn một bộ nhá các chị nhá. B14 ạ. 280.000 set 3 món á, có một cái áo phông bên trong nữa. B14 cho em 55 cân đổ về nhé chị nhá. Bộ này các chị từ khoảng 50 khoảng 55 cân, 50 cân đến 55 cân loan lên chốt đơn này, bộ B14 ạ. Size M em còn sót một bộ thôi. Đây các chị này, B14 ạ. Chất quá đẹp luôn. Size M các chị nhá. Còn một bộ B14. Ngọc Anh ok. 55 cân đổ về, 55, 56 cân vẫn thoải mái cho em. Này set 3 này, set 2, set 3 1. T15.
chỗ ngắt giò là sao ấy chị ơi? Tính như nào là sao hả chị? Chị ơi, chị tính như nào là như nào chị ơi? Bộ này B14 cho em. B14 và kèm số điện thoại ạ. B14 rồi. À B15 đúng không? B15. Đây là size L à? LXL. Bộ này em còn size LXL bộ B15 nhá, 250.000 size set 3 món ạ. 250.000 đồng set 3 món. LXL. Bộ này màu xanh xanh than. 250.000 bộ. Size L bộ này các chị tầm 60 cân và XL các chị từ khoảng là 75 cân đổ về. Được chưa? Từ 75 cân đổ về cho đơn nhá. Từ khoảng là 58 cân đổ lên đi. L các chị 58 cân đổ lên. Và XL các chị tầm 65 cân đổ về em cho chỗ đơn này. 65 66 cân là bộ B15. 250.000 ạ. Set 3 món, em còn 3 bộ ạ. Em còn sót 3 bộ này. Đây chị nhá, bên trong cũng một cái áo phông trắng nữa. Một cái áo phông trắng bên trong nó rộng rất là dễ luôn, ai mặc được tại vì hàng phông này nó co giãn. Phải nhỉ? Đây cả bên này 4 bộ đấy. 5 bộ rồi đấy. Đây 4 5 bộ. Đây B15 nhá các chị nhá, 250. Bình thường các chị mua quần áo khoác bên ngoài nó là mấy trăm nghìn đúng không ạ? Cả một bộ set 3 này em xả tặng chị có 250 thôi. B16. Size XL. B16 của size XL các bác nhá. Ôi. Này. Bộ này các chị tầm khoảng là 65 đến 70 cân. Tầm 65 cân đến 70 cân. Được chưa? Bộ B16 và kèm số điện thoại cho em. 65 cân đến 70 cân bác nào vừa chốt luôn bộ này đi. 65 đến 70 cân là ok, 75 cân vẫn bon chen được nhá. Được chưa? Chất thì quá đẹp luôn. Chị yêu em là tầm 65 cân đến 70 cân. 70-72 cân ok. Đây chị này. Chất sướng, co giãn thoải mái. B16 ạ. Em sell nốt các chị, còn đúng một bộ em tặng nốt các chị giá 220 nhá. 220.000. Lên đơn cho là B16 ạ. B16 XL. Từ khoảng là 72 cân đổ về cho em nhá. 65 cân đến khoảng 70-72 cân là ok. B16 ạ. 220. Đấy chị ạ, 220.000 đồng hàng Quảng Châu. Đây các bạn nhìn cho em này. B16 ạ. B17 còn một bộ màu xanh rêu của size M. Đẹp và to quá đúng không ạ? Tại vì nó hết hàng rồi, hết size rồi chị ạ. B17 cho em. B17 ạ. Size M. Bộ B17 cho em của size M. Bác nào chốt B17 và kèm số điện thoại nhé. B17 và kèm số điện thoại cho em. Size M. B17 size M ạ. Tí em lên áo da lẻ size đằng sau nhá chị nhá. Ôi, bộ đẹp chưa? Đẹp nhờ, form đẹp nhá. B17 size M cho em. 50 khoảng 55 cân. Từ 50 cân đến 55 cân non lên đơn. Được chưa ạ? 250.000. 250.000 đồng size M B17. 50 cân đến 55 cân non chốt đơn nhá. Ok chưa ạ? 50 đến 55 cân chị yêu em với. 50 đến 55 cân. Lên B17 và kèm số điện thoại cho em size M luôn. Này, chất này dày quá này, đẹp rồi. Nhận được bộ này các chị cũng xuống. Thực sự luôn đấy. Nhận được bộ này là xuống. Size M. B18. Bộ hoa cúc, trời ơi, lại còn một bộ hoa cúc đi ở đây. Này. Một bộ set 3 món. Các chị nhớ hàng 47 đúng không ạ? Hàng 47. Bây giờ em bán tặng các chị mức giá là 280.000. Được chưa? 280.000 đồng bộ set 3 hoa cúc, áo vàng quần đen và size đẹp luôn là size M nhá. Size M luôn. Bác nào vừa chốt luôn 52 cân đổ về chốt đơn. Được chưa? 45 cân đến khoảng 51, 52, 53 cân đổ về lên đơn hàng. B18 ạ. Đúng không? B18 200 bao tiền? 208 đúng không?
280.000 đồng. Lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em set 3 món nha các chị yêu ơi. Set 3 cho em. B18 ạ. Chắc bộ này em không cần phải mặc lên rồi. Các bác đã biết cái giá cả đợt trước của nó như thế nào rồi đúng không ạ? Đây, cái áo bên trong của nó nhá, áo phông bên trong có 280.000 cả một set 3 món như thế. Bộ này có 2 bộ. Còn ở trong kia chị lấy ra hết chưa? Hết đúng không? Tay size M, hai bộ đen size M, bộ B19 ạ. B19 đen của size M cho em. 250. Được chưa ạ? 250 bộ đen của size M, bộ B19 ạ. Đây các bác này, size M các chị tầm khoảng 52 53 cân đổ về và 47 cân đổ lên. 47 48 cân thì khoảng 52 53 cân đổ về. Người nào chị nào tầm béo béo bụng ấy các chị tầm 45 cân đổ lên mặc được nhá. Bộ B19. Được chưa ạ? 250.000 hai bộ đen như này. Còn hai bộ ạ? Bộ B19 cho em. Bộ này các chị mặc ở nhà rất là tiện luôn. Mặc ở nhà đi chợ đi phố rồi đưa đón con đi học rất là thoải mái, tại vì nó là quần dài và áo dài tay và cổ tròn, nó mặc rất là tiện luôn. Bộ B19 nhá, em còn hai bộ. Còn hai bộ màu đen như này. Bộ B19 các bác lên đơn cho em này. Áo vàng nào chị Phùng Thảo ơi? Áo vàng nào? Bộ B19 cho em. Chưa mua được bộ nào. Chị Nga Hoàng có đơn dồn rồi, ok. Nguyễn Thị Thêm có đơn dồn đúng không? Bác nào có đơn dồn các bác lên luôn đi. Em đọc tên thì ngày mai ưu tiên bác nào có đơn dồn luôn nhá, các chị nhá. Lẻ lẻ này em bán hết cho nó gọn mẫu mà. À, bộ đen hoa cúc này. Bộ đen hoa cúc nó set 3 nhá. Bộ này B20 size L màu đen. 53, 54 cân đổ lên, khoảng 58 cân đổ về. 54 cân khoảng 58 cân set 3 bộ hoa cúc này. Để trả 280.000. 280.000 đồng. Bộ này các chị coi là B20 size L màu đen nhá các chị nhá. 54 cân đến 58 cân. 54 đến 58 cân ngon chốt đơn này. Để trả bộ hoa cúc màu đen set 3, bộ B20. B20. 40 cân thì không có bộ nào vừa chị ạ. Tại vì là bộ hàng Quảng Châu này cái form nhỏ nhất thì các chị phải tầm 47 48 cân đổ lên. Đây là bộ B20 nhá. Set 3. Để chọn set 3 món như này, bộ có mũ nhá. Màu vàng của bộ hoa cúc các chị 59 cân không vừa tại vì nó là size M. Đây bộ này bộ B20 cho em. B20 màu đen của size L. Đen size L bộ B20. Rồi em qua mẫu này. B21 size L. Một bộ size M, một bộ size L, bộ B21 cho em. B21 này thì chạm 230.000. 230.000 đồng lên bộ B21 nhá. Size M các chị khoảng 47 cân. Size L các chị khoảng 58 cân đổ về. Đấy, 47 cân đến 58 cân size M và size L bộ B21 ạ. B21 bộ đính đá cho em nhá. Đính đá cho em này, bộ B21. Thì chạy 230.000 đồng, một bộ size M, một bộ size L là em hết hàng. B21 này. Form đẹp lắm. Thương đào lấy size L luôn này. B21 này. Toàn bộ đẹp. Rồi, Phan Mimi ok, chốt đơn nhá. Chốt đơn nhá. Đây 21 còn hai bộ để mặc lên nữa. Tại vì cái form này mặc lên nó như nhau, khác nhau một cái hình thôi. Còn cái dáng mặc lên như nhau. Này cái bộ chữ B này hôm nay em có lên rồi đúng không? Cái B này, còn bộ nữa. Toàn bộ lẻ lẻ sai này. Này, cái bộ chữ này còn bộ này, sót bộ này. Dạ lỡ còn chị ơi, dạ lỡ còn. Bộ này B22, đỉnh chưa 250 này. B22 cho em size M 250.000. Bác lên đơn nhanh tay cho em này. 50 55 cân. Được chưa? Từ 50 cân đến 55 cân chốt đơn bộ B22 size M nhá, 50 cân đến 55 cân. B22 và kèm số điện thoại cho em. 50 cân đến 55 cân chốt đơn có 250 một bộ đấy ạ.
Bộ đấy không có rồi không nhỉ? Hả? Ừ, có rồi. Bộ B22. Được chưa ạ? Size M cho em 250. Bộ này là size M các chị từ 50 cân đến 55 cân nhá. 50 cân đến 55 cân. B22 này. Đẹp chưa các bác ơi? Dây các chị cho vào trong cho em. B22 size M. Chị Vương Huyền này, có phải chị Vương Huyền ở Gia Lai không? Hay là Vương Huyền ở Quảng Ninh ấy? Có hai chị Vương Huyền là hay mua hàng nghe em. Mà em không biết là chị Vương Huyền nào. Gia Lai hay là Quảng Ninh gì đây? Hả? 250 chị. Bộ ghi xám này nữa này. B23 size M màu ghi xám. B23 cho em size M màu ghi xám này. Để chạm 230.000 đồng bộ B23. Cân. À Quảng Ninh à. B23 kèm số điện thoại ạ. À. Chị ơi Quảng Ninh liệu có ship được hàng không? Chị yêu, Quảng Ninh liệu có ship được hàng không ạ? Tại vì Hải Dương là đã dừng nhận đơn. Ngày hôm đó hết dịch mới ship được rồi, không biết Quảng Ninh là có ship được không? Rồi B23 cho chị Bùi Thị Huyền Huyền này. Ôi chưa. 50-55 cân. Thế chứ ạ, 50 cân đến 55 cân chốt đơn. 230.000 đúng không? À phải không? Ừ. B24 này, em xả luôn 200. Mạng B24. Với chạm B24 có kèm số điện thoại ạ. XL. Form này form nhỏ, hàng này hàng Việt Nam nhé các bác nhá. Hàng này hàng Việt Nam. 200.000 bộ B24 ạ. Size nhỏ, à form bé nhá, XL nhưng form này form nhỏ bộ B24. 200.000 bộ ạ. Đây chị nhìn này. Chất nó cũng không kém gì hàng Quảng Châu luôn. Bộ này em chốt đơn các chị được khoảng 50. 52 cân đến khoảng 57 cân. 52 cân đến khoảng 56-57 cân. Chốt đơn bộ B24 ạ, 200.000. B24 em sell 200.000. Bắt đầu lấy comment luôn. B24 nhá, size này sẽ XL như form bé. Đây này em 51 cân mặc vừa này. Để chạm B24 51 cân đến khoảng 55 cân, 56 cân là ok. B24. Để chạm B24. Cái quần cái áo này đẹp nhưng mà không thấy quần của nó đâu. Chị XL. Là xong L rồi. Khách thử khách cứ vứt tung tung lắm. Nhà mình đi tìm được quần thì khó tìm bạn. Thật đấy, em lừa bán đồ bộ thì khách thử xong rồi cứ vứt lung tung. Xay L. Ủa đây, sụp ôi. Đứa nào treo nhầm nhau. Lạnh hồn thế này. Đây nha, quần size L, áo size L. Hai cái bộ nó treo nhầm sang nhau. Quần sang áo sang quần đây. Đây, cái này còn hai bộ đấy. Một bộ size L, bộ XL này. Em mặc thử bộ size L lên. Giật B25 cho em. B25, size L và size XL nhá các chị nhá. LXL. Em ở Tuyên Quang, chị Hương Trần ơi. Bộ này bộ B25 cho em. Từ em báo cân nặng chiều cao đã. Bộ này size L các chị được khoảng 57-58 cân. Và XL các chị tầm khoảng 66-67 cân đổ về. Thì chạm L các chị phải tầm khoảng 57-58 cân đổ về nhá. 53 cân không vừa đấy. Các chị đã chốt trước rồi. Em còn chưa báo cân nặng. Tại vì tùy từng bộ nó form nhỏ form to nhá. Đây chị này, em 51 cân mặc rất là rộng luôn. Chị 53 cân là chị không vừa đâu. Bộ này các chị phải tầm khoảng 57-58 cân đổ lên. Đây này, các chị nhìn cho em này. Cái quần nó rất là rộng luôn. Cái form này là form to nhá, size L ấy này. 57-58 cân. Và XL các chị tầm khoảng là 65-68 cân ok cho em. Rồi chị tài tân một bộ này. Bộ B25 cho em. Đấy, 200 mấy đây, em xả luôn 230 đi. Để chị ạ, 230.000 đồng B25. B25 XL cho chị Ánh Hạnh này. Chị tài tân lấy size L à? Không còn size nhỏ đâu chị ơi, hết hàng rồi. Lẻ size thì em mới bán được giá này, chứ nếu mà đủ size thì em bán giá này chắc là 3 hôm mà em nghỉ bán luôn. Toàn hàng đắt mà, không có bộ nào dưới 400 đâu tình yêu ơi. Toàn hàng đắt tiền. Và bây giờ em sell là sell lỗ rồi.
lại một bộ Chanel màu hồng size L, form to, bộ B26 á, B26 size L, B26 lên đơn cho em, form này form to nhé. B26 form to, các chị tầm khoảng là 65 đến 70 cân nhỉ, nhìn cái quần này to này, các chị tầm 65 cân đến 70 cân đi, 64 cân đổ lên, 63 cân đến khoảng là 70 cân, chị Hoa, 63 cân đến 70 cân bắt đầu một vừa chốt luôn, 63 đến 70 cân bộ B26 á, 63 cân đến 70 cân bắt đầu vừa chốt luôn cho em nhé, bộ B26 và kèm số điện thoại cho em, 230.000 được chưa, 63 cân đến 70 cân B26 á. Các chị nhìn này, cái quần nói chung là sờ nó đầm tay lắm. Đang còn áo thổ đỏ à chị? Còn em ơi Hương Xuân ơi, tí chị lên nhá, còn vài cái thôi. Các chị nghe hộ em cái cân nặng chiều cao nhá, chứ còn không phải bộ nào size L các chị mặc được đâu ạ. Bộ này các chị bị tầm 63 cân đến 70 cân bán chốt đơn nhá. B27 size M form to. B27 size M của form to cho em, B27 này. Được chưa? B27 cho các chị nhìn này. Cái áo này thấy chưa? Cho máy giặt thoải mái, tèn tèn không bị bay, không bị xù. B27. Khoảng 56 57 cân. 53 cân đến 57 cân em chốt đơn. Vân Giáp ơi, sao trong năm có một đơn của em lại sao lại cho hàng về thế? Hôm qua em bóc bong có đơn của chị Hoàn về của em đấy, sao này ấy? Bộ này các chị từ khoảng 52 cân đến khoảng 55-56 cân. Đấy chứ ạ, 51-52 cân đổ lên ấy, khoảng 55-56 cân đổ về. Size M nhá. Đấy chứ ạ, 230.000. Còn bộ ạ, 230 B26 ạ, à B27, 230.000. Tí em lên áo thổ luôn chị ơi. Còn một bộ B27. Đây B28 luôn. Xong hết nhá các chị ơi, còn mấy bộ thôi. Cho em mấy bộ cho em xem. Cái hồng này có lên chưa nhỉ? Chưa có đúng không? B28 cho em set 3 màu á, 250 nốt. Size này 250 nốt này. Size này của nó là size XL. Các chị tầm khoảng là 57 cân đến tầm 62 cân. Bộ này bộ B28 á. Thấy chưa? Bộ B28 cho em. Set 3 món B28. 57 cân đến 62 cân. Ok chưa? 57 cân đến 62 cân bộ B28, 250 một bộ. Đây quần của nó đây, áo phông bên trong nữa chị nhá, B28 á. B28 kèm số điện thoại cho em. 57 58 cân đến 62 cân đổ về chốt đơn ạ. Đây các bác này, B28 đi, có 250 bộ set 3. Loan Hà ok. Rồi còn 2 3 bộ thôi ạ. Xong em lên áo da luôn nhá. $200.000 bộ này, bộ B29 size M. B29 cho em của size M các chị dưới 50 cân. Để chạm 45 cân đến 50 cân bộ B29 ạ. 200.000. B29 sale 200. 45 cân đến 50 cân. Ok chạm 45 cân đến 50 cân là chốt đơn bộ B29 này. 200.000 bộ. B29 200.000 bộ B29 lên đơn cho em, còn một bộ quần bo gấu chị nhá. Quần bo gấu cho em bộ B29 ạ, sót một bộ thôi hết hàng ạ. Bộ này đẹp nhờ, form bé. B29 cho em. Chị này bộ nào chả đẹp, chị bảo mỗi bộ này đẹp. Chắc thấy bộ này size bé thôi hết hàng. Bộ này em tặng cho bác nào vừa nhé, 100.000 bộ này, 100.000 một bộ. Bộ này hàng free size, một size hàng Việt Nam. Bộ này hàng một size hàng Việt Nam nhé, bộ B30 một 100.000.
Bộ này chốt đơn các chị tầm khoảng là 50 cân đổ về. Để chạm 45 cân đến 50 cân. Bộ B30 em sale tặng các chị 100 nghìn. Bộ hàng Việt Nam ạ, bộ B30 nhá. Hàng này hàng Việt Nam luôn này. B30 và kèm với ngoài cho em bộ đính đá 100 nghìn. 100 nghìn bộ B30 cho chị Hảo Bích này. B31 size L. B31 cho em của size L ạ. 55 đến 60 cân. Được chưa? 55 cân đến 60 cân. Em tặng luôn 100 nghìn bộ B31 ạ. B31 cho em xem 100k, bắt đầu lấy comment là bộ B31 nhá, 100 nghìn. 55 đến 60 cân ạ. 55 đến 60 cân B31 size L. 100 nghìn. B32. Size L luôn. Thì nhiều em có một bộ như này này. Em không biết vứt mẹ đâu rồi. Nhiều quần áo không biết nhét chỗ nào. Bộ B32 cho em của size L. Thì cái bộ này các chị tầm khoảng 58 cân. Để chạm 55 cân đến 58 cân. Để chạm 150 nghìn. Bộ B32 ạ. Bộ này cũng là bộ Quảng Châu nhá. Size L cho em bộ B32 và kèm số điện thoại cho em 150 ạ. 150 B32 nhá. 55 cân đến 58 cân. Size L ấy. B33. Bộ B33 này còn một bộ này. Size M. Trời ơi sao lại còn bộ size M đây. Bộ B33 cho em. Size M nhá. 250 này. B33 size M 250.000 ạ. 50 đến 55 cân. 50 cân thì khoảng 55 56 cân. Bộ B33 cho em 250 ạ. 250 bộ B33 cho em. Còn một bộ duy nhất ạ. Đấy chứ, còn một bộ duy nhất là em xả nốt 250 này. Bộ hàng 47 xả 250. B33 này. Rồi, còn một bộ nữa thôi. B34 cho em bộ BT. B34 nhá. B34 cho em. 230.000. Size này là size XL ạ. XL. Các chị tầm 60 đến 65 cân, 58 cân đổ lên đến 65 cân đổ về. B34 230.000 bộ B34 ạ. Bộ B34 cho em 250. Để có mắc lên đơn cho em XL nhá. Bộ B34 này. Em vừa báo cân bao nhiêu nhỉ? 58 đến 65 cân đúng không? Chị ghi cái gì ở đấy nhá? Ghi lộ. 58 cân đến 65 cân bộ B34 này, hết rồi. 230.000. Còn hai bộ Sài Gòn này, ba bộ Sài Gòn này. Còn chỗ nào nữa? Đây còn mấy bộ Sài Gòn New này. XL này. Hai bộ Sài Gòn New size XL. Chị nào vừa 300.000 hai bộ lên đường. 300.000 đồng hai bộ XL này các bác nhá. Bộ Sài Gòn cho em. Một bộ màu vàng, bộ màu đỏ. Các bác lấy luôn cả combo hai bộ đi, 300.000 hai bộ. 300.000 đồng hai bộ này luôn. B35. 300.000 hai bộ. Chị hiểu em rồi đấy nhá. B35. 300k trên hai bộ đấy. B35 này, form này các chị tầm khoảng 50 MLXL, 55 cân đến 60 cân. 55 cân đến 60 cân loan chốt đơn, bộ B35 ạ. Hai bộ này luôn nhá, combo luôn. Hai bộ hai màu, toàn màu đẹp thôi. 300.000 hai bộ luôn ạ. Đây còn bộ size L. Cái này không thấy quần thôi bỏ qua nhá. Cái thử vứt áo vứt quần ở đâu. Thôi bây giờ em lên áo len thổ nhá các chị nhá. Còn ít áo len thổ nữa. Rồi em một xíu em lên luôn áo len thổ ạ.
Đây, chị nào vừa hỏi thổ đỏ thì có thổ đỏ luôn. Đây là thổ đỏ. Ừ, không. Mã này là mã gì ạ? Thổ 1. Thổ 1 kèm số điện thoại. Thế nhưng có màu đỏ hay màu gì nữa không? Đấy chị ạ, thổ 1 và kèm số điện thoại cho em. Đây chị ạ, thổ 1 và kèm theo số điện thoại cho em ạ, 219. Còn nguyên màu đỏ còn 3 chiếc màu đỏ, chị nào chốt nhanh tay có nhất. Mã thổ 1 cho em màu đỏ ạ, 45 cân hay 65 cân? 45 cân hay 65 cân lo chốt đơn này. Thổ 1 màu đỏ hàng 36, xem các chị 219.000. Mã thổ 1 cho em, còn 3 chiếc màu đỏ đấy ạ. Đấy chị nào nhanh tay, hôm nay gần như em hết sạch áo thổ rồi. Nó còn sót vài cái thôi ạ. Thổ 1 màu đỏ cho em sale 219.000 đồng nha các bác nhé. 219.000 đồng mã thổ 1 cho em, 45 cân đến 65 cân. Mã các chị thổ 45 cân đến 65 cân và chốt đơn nhá. Chờ lên áo ra. Có áo giấy, phông giấy á. Cái kia còn ít, cái áo phông xanh thiên tiên 50.000 một cái nữa. Ở trên cùng những màu xanh xanh chị Hoa. Á phông xanh lá này á. Đấy, cái màu xanh xanh đấy. Và tặng các chị 50.000 cái hết. Chị Nhung Hà rồi, ok cho một thổ 1 này. Em còn 3 cái thôi nhá. Còn 3 cái áo thổ màu đỏ đấy các bạn. Mã thổ 1 cho em. Chị gấu chúa rồi, ok này. Chị Nguyễn Phượng ok cho một thổ 1 nhá. Áo len nó có một size đấy chị ơi. Áo len thổ thì chỉ có một size thôi, nó không như cái hàng bộ với lại áo da các kiểu. Rồi thổ 1 em qua mẫu này. Thổ 2 cho em màu hồng. Thổ 2 ạ, thổ 2 và kèm số điện thoại nhé. Mã thổ 2 và kèm số điện thoại cho em. Ôi đẹp chưa, màu hồng này. Mỗi mẫu còn sót vài cái. Màu vàng này, màu B này. Hồng vàng B 3 màu cho em. 3 màu là hồng vàng B đấy. Chị comment luôn thổ em với 219.000 đồng. Mã thổ 2 kèm cho màu em với ạ. Thổ 2 219k, 45 cân đến 65 cân ạ. Đấy chứ, 45 cân đến 65 cân. Cổ ôm vừa phải và không cao quá chịu nhá. Nó không phải là cổ lọ, đấy không thấp quá. Và hôm nay gửi hàng cho chị rồi, chị Nguyễn Thị Thu ơi. Bán này mã thổ 2 cho em. Bác nào hôm qua chưa chốt áo thổ hôm nay lên luôn nhé. Tại vì hôm nay em còn sót ít nào em bán thôi, không có về hàng ở đâu ạ. Không có hàng về được đâu. Các chị comment luôn cái màu sắc của em rồi ạ. Lạc Trôi ơi, không cần đọc tên, ngày mai nhân viên em nó chốt theo hệ thống hết. Chị Hương Xuân có thổ 2 màu hồng đây, màu B này. Màu B xinh chưa. Thổ 2 chị Bảo Uyên có mã thổ 2 này. Chị Minh Lý có thổ 2 hồng này. Đấy chị ạ, chị Hương Thảo có thổ 2 hồng này. Chị Vĩ Liên có thổ 1 à. Thổ 1 chỉ còn đúng 3 cái thôi. Bán hết ạ. Vàng đấy mẫu này còn 2 cái à. 3 cái. 2 cái. Rồi chị Oanh Ngọc màu B có mã thổ 2 này. Chị Hương Xuân có hồng rồi. Chị Vinh Nguyễn ok chốt thổ 2 màu B. Chị Tuấn Hùng có mã thổ 2 màu B. Đem lên màu vàng, vàng có 2 cái nhá. Còn sót đúng 2 cái màu vàng thôi. Chị Hiền Giang ok chốt thổ 2 màu B ạ. Ủa, chị chốt nhiều quá thì lấy đâu ra hàng mà chốt ta. Đây còn màu vàng nữa các chị nhá. Vàng em còn đúng 2 cái thôi. Các chị nhìn màu thêm này. Form đẹp nhá, lên form rất đẹp luôn. Đấy chị ạ, thổ 2 và kèm theo số điện thoại cho em. Em lên cái màu vàng các chị của mình xem luôn này. Vàng còn sót có 2 cái cũng không còn nhiều. Đây. Màu vàng cho em. Quá đẹp luôn nhờ. Cái màu vàng bên ngoài nó đậm đậm hơn trên line. Đấy, thổ 2 cho em của màu vàng và kèm số điện thoại cho em có 219.000 đồng một áo ạ. 219.000 đồng một áo len thổ màu vàng. Em còn sót 2 cái thôi. Rồi chị Thành Nghĩa một thổ. Thổ 2 màu vàng một B. Chị ơi, ngày mai để điện thoại nhá. Hình như em qua em cũng thấy chị đặt hàng hay sao ấy. Hình như không được chốt à? Phải không ạ? Chị Bảo An vừa ok em nó chốt đơn này. Nhưng mã này hôm qua không lên đúng không chị nhỉ? Không lên. Chưa lên đúng không? Trời ơi, mã đẹp này không
qua chưa lên đâu, cái góc đấy chị xếp rồi đấy. Sau à, này em tưởng là lên rồi đây. Cái màu xanh than này đẹp quá này, hôm qua chưa lên nhá. Đây là quên chưa lên, mới còn hàng thôi. Đây này, xanh than cho em. Đứa chạm màu xanh than cho em, mã thổ 3 đi. Mã này mã thổ 3 đi. Nhìn khác, hôm qua mà lên mẫu này là hết rồi đấy. Hôm qua là còn sót lại không lên đâu. Mã này mã thổ 3 cho em. Màu xanh than nhé các chị nhá. Thổ 3 màu than, chất này dày cực kỳ luôn. Đây chị này, thổ 3 màu xanh than. Lên cho em mã hàng và kèm số điện thoại cho em nhá. Mã này là hôm qua còn sót là chưa lên ý. Nếu mà lên là hết ngay từ buổi sáng ngày hôm nay rồi. Đấy, không có nhiều, còn sót có mấy cái thôi. Còn sót đúng, ủa đúng 5 cái. Sót đúng 5 cái, cho chị Hương Xuân một cái này chị ơi. Nhanh tay nhá, còn 5 cái thôi em hết hàng. 45 cân cũng được, 45 cân đến 65 cân em chốt. 45 cân đến 65 cân chốt đơn. Mã thổ 3 màu xanh than này. Đấy chứ ạ, chị Anh Phúc rồi ok chốt đơn này. Chị Nguyễn Phượng. Đợi mãi màu này được không? Màu này hôm qua là em bị sốt lại không lên ấy. Nếu lên là hết ngay từ buổi sáng ngày hôm nay rồi. Mã thổ 3 của em ngừng nhận, em có đúng 5 cái thôi. Có đúng 5 cái màu xanh than. Không cái bác chốt màu này đi. Mã thổ 4 đây. Cái này cũng màu xanh than này. Thổ 4 này. Cái màu này lạ lạ này chị này. Màu thổ 4 cho em. Thổ 4 kèm số lại, chị nào không chốt được thổ 3 nhá. Điện hỏi hết rồi, em còn sót đấy. Hôm qua còn không lên mã đấy, lên thì hết luôn rồi. Mã này thổ 4 cho em. Thổ 4 mặc một cái màu này nó không hẳn là cái màu xanh than đâu nhá. Nó gần gần như cái màu của cọ, nó đẹp lắm. Mã thổ 4 ạ. Thổ 4 và kèm số điện thoại cho em, còn sót đúng 5 cái thôi. Mã thổ 4 cho em 219.000. Đây chị này, đẹp chưa? Thổ 4 nhá, các chị nhìn chất cho em này. Đanh chất cực kỳ luôn, chị Hòa Lê một cái mã thổ 4 này. Được chưa? Thổ 4, chị Thủy Nguyên có này. Chị Hòa Lê một cái này. Lên nhanh tay cho em, có đúng 5 cái thôi. Chị Thu Hòa có thổ 4 này. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Bác nào chốt chậm thì khách hàng thông cảm cho em, rồi em hết hàng rồi. Hàng 36 với giá xả có 219.000. Cả năm chỉ mặc mỗi quần áo. Mua nhà em về luôn. Nay có một chị nhắn tin qua Zalo của nhân viên nhà em ấy. Có nghĩa là chị chụp cái tủ quần áo nguyên hàng của nhà em thôi. Chị bảo là khoe thành tích. 2 tháng mà chị mua gọi là đầy một tủ quần áo. Dã man. Hôm nay lại chốt một loạt nữa. Em không biết được cái huyền có gửi cho em xem ấy. Nhá. Chị ở đây. Thế à? Huyền là quen mà. Một năm cái này còn 2 cái màu bê ấy phải không? Chị bốc cho em xem cái bộ chứa này là cái gì để xem còn hàng không. Mẫu này mẫu lẻ thôi. Đúng không? Mẫu lẻ đúng không? Đây còn 2 cái mẫu lẻ này. Mã này thủ 5 đúng không? Thủ 5, thủ 5. Thủ 5 mà kèm số điện thoại ạ. 219.000 đồng 2 cái màu be này luôn nhá. Còn 2 chiếc màu be. Mã thủ 5 ạ. Chị Hòa lên một cái thủ 5 đi. Hết nhá các chị nhá, còn đúng 2 cái thôi, hết hàng. Cạn thủ 5. Em không nghĩ đến giờ này các bác vẫn chốt áo thổ như thế. Tại vì rẻ đúng không ạ? Rẻ hơn cho trong vụ hơn 100.000 một cái. Phải không nhỉ? 250. Ô, gần 200 đi mẹ. 178, rẻ hơn tầm 178.000 một cái. Trong vụ là hàng 36. 200, 100, 260, 100, 300, 600, 100, 200, 4, rẻ hơn 140. Thế là các chị mua nhà em đấy. Các chị mua ngoài là các chị mua là có chỗ họ còn bán là 400 mấy với 500 nghìn một cái. Các bạn em bị đánh nào bom về đây. À, đơn đổi. Chị đẹp chị đổi. Đây, đơn này đơn đổi nhá. Đây 219.000 đồng, bắt nào chốt cô bé luôn cho em 219.000. Mã này là mã mã này nó là áo len nhưng không phải hàng thổ nhá. Tiếp về không? Hả? Thôi, cho vào mã thổ đi. Thấy chưa ạ? Đây. Các chị nhìn này. Hôm đấy là chị mua hai cái nó trùng một mẫu. Trùng một màu, trùng một mẫu này đây chị gửi lại đổi lại chị nhập ở Hà Giang ấy. Bây giờ em xả con này 219.000 đồng nhá. Mã này em cho là mã thổ mấy đây? Chị
5 rồi, thổ 6. Bây giờ là mã thổ mấy? Thổ 6. Bây giờ mã thổ 6 đúng không ạ? Thổ 6 và kèm số điện thoại cho em. Còn đúng một chiếc là 219.000 đồng. Được chưa? Đúng một chiếc mã thổ 6 219k. Hát nào lấy comment luôn cho em này. Thổ 6 nhá. Đây em bóc trong cái túi ra hơi bị nhăn, tại vì hàng đổi về này. 219.000 đồng mã thổ 6 á. Còn một cái mã thổ 7 đi. Màu đỏ. Còn sót một cái này, hôm nay thiếu hàng này cơ mà. Hôm nay chốt đơn thiếu con này mà tại sao lại còn lòi ra một cái nhỉ? Đây này, thổ 7 đúng không? Thổ 7 bác nào lấy luôn 219.000. Không cần mặc lên form như thế kia luôn. Thổ 7 cho em màu đỏ nhá, đỏ đậm cho em ạ. Thổ 7 màu đỏ. Thổ 7 màu đỏ. Chị Hoa Lê comment là thổ 7 đi. Mã thổ 7 cho em với. Thổ đỏ dồn đơn này. Thổ 7 nhá chị nhá. Đây mã thổ 8 này. Thổ 8 màu be cổ lọ. Thế chứ ạ, thổ 8 màu be xám cổ lọ cho em 219.000. Mã thổ 8 á. Đây này, con này cũng hết này. Cứ lòi ra một cái một đi nhỉ. Như kiểu ẩn giật ấy. Ẩn giật. Giấu kỹ quá ấy. Mã thổ 8 này giấu kỹ quá lại còn lòi ra. Thổ 8 cho em. Đây chị ơi, mã thổ 8 này 219.000. Có khoác viên bằng mỏng dáng ngắn không có em ơi. Mã thổ 8 cho em. Còn một chiếc ạ. Thổ 8 mà kèm số điện thoại nhắc hết này. Còn một chiếc duy nhất. Thổ 9 em còn một đen một đỏ. Được chưa ạ? Còn một đen một đỏ trên là mã thổ 9. Em xả 219.000 đồng. Mã thổ 9 ạ. Đỏ đen cho em. Em mặc thử con đen này luôn nhé. Mã thổ 9 ạ. Thổ 9 màu đen và thổ 9 trên màu đỏ. Đây. 219. Em còn sót 2 chiếc duy nhất ạ. Này thổ 9 này hả? Đen đẹp mà. Đây này. Thổ 9 chị lấy màu gì chị Hoa Lê ơi? Thổ 9 màu đen và thổ 9 màu đỏ này. Đỏ đen dấu đơn chị Hoa Lê luôn. Chị này, chị có phải ở Hà Giang không? Hoàng Xúc Tùy Hà Giang đúng không ạ? Thế chứ ạ, thổ 10 và kèm số điện thoại này. Còn 2 chiếc duy nhất này. Cái này bị thường, hơi thừa chỉ như thế. Mã thổ 10. Còn 2 chiếc màu be này các chị nhá. Thổ 10 cho em. 2 em là màu be luôn, mã thổ 10. Em nhớ rồi, tại vì là cái số điện thoại của chị em cũng nhớ là đuôi 006 gì đấy. Không, đầu 094. Tại vì khách hay mua trước em nhớ. Mai thổ 10 cho em ạ. Thế sẽ còn 2 chiếc, 219.000. Nhạc cứ bán mình ngã cắt mặt. Trời. Thổ 11 cho em. Cái này một cái màu sáng, một cái màu đậm hơn. Được chưa ạ, một cái màu sáng, một cái màu tối hơn nhá. Được chưa ạ, 200.000 một cái. 200.000 đồng một cái. Mã này thổ hình cho em. Chất này chất mỏng hơn nhé bác nhé. Thổ hình chất này chất mỏng này. Thổ 11. Màu này là màu đậm với lại màu nhạt hơn ạ. Nói chung hai màu đều đẹp. Mã này mã thổ 11 ạ. Một cái màu sáng, một cái màu tối. Mã thổ 11 cho em. Form này em nói là form rộng nhé các chị nhé. Và chất nó mỏng không dày đúng không ạ. Đây có một chị ở gần nhà em ấy, khác nhau một cái huyện thôi. Và em ơi, chất nó mỏng, em nói trên live là cái chất nó mỏng mà, có phải là hàng dày đâu. Hàng dày là cái len thổ giấy kiểu, còn đây chơi len mỏng thôi, mỏng vừa vừa. Cái chất nó rất là đẹp luôn. Mỗi này em cho đâu các chị 45-46 cân, đấy khoảng là 65-68 cân đổ về nhá bác nhá. 65-68 cân đổ về. 200.000 đồng là trước em bán là 279 ạ. Em xả 200. 279 được sale 200.000. Mã này là mã thổ 11 kèm theo số điện thoại cho em. Màu đậm, màu nhạt, hai màu đều đẹp. Em mặc màu nào lên các bác cũng chốt màu đấy luôn ý. Đây mẫu này các chị có mẫu len 12 cho em ạ. 200.000 một len nhung có mũ ạ. Hình nhá các chị nhá. Len nhung hình cho em với. Em
còn màu xanh rêu. Mã len nhung hình và kèm số điện thoại cho em bên sale 200.000 này. Cái chặn hàng 279 nữa, xả 200.000. Mã len 12 ạ. À quên, mã len nhung mũ. Nhung mũ, nhung hình cho em với. Các chị comment là nhung hình và kèm số điện thoại cho em, còn sót mấy cái này ạ. Mã nhung hình cho em len nhung các bác nhé. Mẫu này em chốt đơn các chị dưới 60 cân ạ. 40 cân đến 60 cân cho em. Đấy, 40 cân đến 60 cân nhung hình và kèm số điện thoại ạ. Cho mã nhung hình nhỉ. Nhung hình và kèm số điện thoại cho em. 200.000 một áo ạ. Đánh nhau à? Lại ra hóng đấy. Để em một xíu dầu chém nhau được. Rồi nhung hình và kèm số điện thoại cho em nhé. Chị Hà Cơ có, chị Hương Trần có, chị Hoàng Chấm. Chị ơi xem có bao nhiêu cái thôi. Xem có bao nhiêu cái nhung hình của em được. Có, chị Chuyên Hải có này, có tầm bao nhiêu cái chị đọc chị cái thôi ạ. Tầm chục cái đúng không ạ? Còn tầm chục cái em xả 200.000. Chị Sáu Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Được xem hàng trước, xem mua hàng em các chị tất cả các đơn hàng chứ không phải nguyên một đơn nhung hình này. Đơn hàng nào các chị đến các chị cũng được xem hàng trước thanh toán, không được xem hàng các chị không nhận hàng cho em. Đấy như em luôn bán là lúc nào cũng cho các chị xem hàng được đồng kiểm hàng thoải mái. Ok chưa bác ơi? Sáu Nguyễn có nhá, chị Duy Đông Nguyễn ok chốt đơn này. Thấy chưa? Kể cả khách quen khách lạ các chị mua hàng được xem hàng các chị hạng lấy. Thấy chưa? Chị Hoàng Nguyễn có này, tầm chục cái đúng không? Rồi tầm chục cái mẫu lên nhung hình này thôi ạ. Em còn một màu thôi. Cái này nó may nhá các chị nhá. May bên trong này giật máy thoải mái cho nó không bị bong cái hình. Nó không bị bong cái hình bên ngoài. Quần em đang mặc em hết hàng của chị Oanh Ngọc nhá. Em hết hàng rồi. Quần xả phát hết luôn. Xả phát hết ngay quần. Chắc nhìn. Trời ơi. Em thề luôn đấy là xả trên like nhá, xả cho dân mình một chán chê mi mỏ. Đây các chị này, các chị có mẹo em là nhung chữ nhá, nhung chữ vào kèm số điện thoại cho em. Cái này em còn màu xanh dương. Để các bạn nhìn chất cho em này, nhìn chất cho em đấy, người thật thì thật cho các chị xem gần màn hình luôn cái chất lên nhung của nó. Chị Đăng Hưởng ơi, thế thì hôm nay đặt lại cho em rồi nhá, tại vì chắc bị sót đơn hàng chị ạ. Mã này các chị có mẹo là nhung chữ ạ, nhung chữ này 200.000. Các chị mua ngoài em mới thấy có bèo nhiều, người ta bán các chị tầm khoảng 320-350. 320-350. Tại vì trước nghe đã bán 280 rồi, vì nhà em bán gần sát với giá giao chỉ rồi. Quần sóc em hết hàng rồi tình yêu ơi, Trần Thị Đức nhá. Mã này các chị coi là nhung chữ ạ, nhung chữ em còn cái kia là em còn sót đúng một cái màu rêu thôi. Sót một chiếc màu rêu, còn đâu là còn 3 5 6 7 cái, 7 cái của màu của màu gì ạ? Của màu xanh xanh dương nhá. Các chị có mày là màu này xanh dương cho em. Bò thổ xanh to em còn chị ơi. Cho em một tí em ra lấy quần bò thổ xanh to đã. Chị Thơm Phạm có nhung chữ này. Chị Nguyễn Lan có nhung chữ này. Chị Mi Dung có nhung hình, chị Hồng Mèo có nhung hình này. Chị Hoa ra lấy em cái quần bò thổ xanh to màu đen ý. Rồi chị Lan Ngọc có nhung chữ, chị Thu Hoài có nhung chữ, chị Chu Trang có nhung chữ này. Các bác lên là nhung chữ và kèm số điện thoại cho em. Còn sót một con thổ đen này. Đó. Đúng rồi, quần bò đen mà có hình hình ý. Thơm Phạm này, Đăng Hưởng này, Lý Hữu Thị có này. Khoác lên em hết rồi chị ơi. Nhung Hà ok em chốt đơn, chị Bảo Uyên có nhá, màu xanh dương. Em còn một cái màu sót một cái nó lẫn vào thôi. Cái lên nhung mà có chữ này màu rêu ấy, em còn sót một cái lẫn vào thì mai chị nào lấy cái này các chị cảm ơn em cho vào nhá. Coi đẹp nó mà hết hàng rồi. Em bảo rất là bảo các chị còn tranh nhau ấy. Đây các bạn nhìn này. Đấy chưa ạ? Sót một cái màu rêu ấy thôi nhá. Còn len lông xù không em? Len lông xù hết rồi chị ơi, hết sạch. Đây bác ơi. Đấy nhá, còn một con màu rêu chữ này nữa. Là em cũng cho một cái mã mà len nhung chữ nữa. Hôm nay có áo da mà chị ơi, có áo da đây còn sót ba cái thổ này. Ba cái thổ. Chị ơi cái mẫu này khác với mẫu kia đúng không nhỉ? Cứ khác nhau này. Đây, còn sót em thấy luôn, em nghe cái tiếng bọn nó nói to em sợ lắm, chỉ sợ bọn nó đánh nhau ấy.
Kiểu bà Liền ngày xưa thấy người nhà vô cất dao đi, đóng cái chất cửa. Bà Liền nó cái con này cổ lọ này. À, con này là một cái cổ lọ, một cái cổ tròn. Cái gì đánh mã khác nhau. Đây là mã thổ bao nhiêu chị? Thổ 11 rồi. Thổ 11 cho em còn sắp một à, cái. Thổ 12. À thổ 12 cho em. Thổ 12 em còn một cái này. Thổ 12. Sau một cái cổ lọ cho bác nhá. 219.000. Mã thổ 12 ạ. Chị Ti Dương lên số điện thoại cho em đi chị ơi. Cái gì đây? Hàng đẹp mà làm sao? Hàng đẹp mà không được chốt đơn bao giờ. Lý do tại sao chị ơi? Chị Huyền Hồ ok em chốt đơn này. Không có chuyện em nói cả một buổi tối mà lại không được chốt đơn, trừ khi là chị comment sai số hoặc là gọi điện không may máy. Và là các chị nhiều khi các chị có con nhỏ, các chị hay cho con các chị cầm điện thoại ấy, mà gọi đến là các bé hay tắt điện thoại, cầm điện thoại tắt đi lắm. Thì con em cũng thế, mà nhiều khi cho nó chơi điện thoại ấy, là có cuộc gọi đến là nó cứ tắt máy bận đi thôi. Đấy. Mã này là lên 13, cổ 13 cho em. Cổ 13 còn sót một cái là cổ thấp ạ. Cổ 13 cổ thấp cho em, còn sót một chiếc ạ. 219.000, mã thổ 13 nha các bác nhé. Có nhìn thấy chị không, em Loan comment suốt mà không thấy gọi. Chị ơi không cần đọc tên đâu, chị cứ comment đặt hàng đi, cứ để lại đúng số điện thoại, ngày mai nhân viên em nó cắt gọi hết. Đây này, ví dụ như này. Tất cả các cái đơn của buổi tối các chị comment thì em sẽ lọc hết ra đây, tất cả các số điện thoại đây. Kể cả những cái comment các chị hỏi nó đều hiện ra hết. Cho nên là không có chuyện mà bị sót đơn hàng được, trừ khi là các chị comment sai số, comment thừa một số hoặc thiếu một số. Đây chị này, tất cả các số điện thoại các chị comment đều gọi hết này. Đấy, gọi có vấn đề gì các bạn sẽ ghi hết từng lý do các chị không nghe máy này, hoặc là máy bận hay như thế nào đấy. Đây nha các chị nhá, nhà em gọi hết chứ không có chuyện mà nhân viên em không gọi đâu. Đấy, các chị nhìn này, tất cả các comment các chị đều có hết đây. Có hết ở trên giấy đây, nhà em in hết ra để nhân viên em nó sẽ làm. Có mỗi một đứa nó cầm một sốc này nó gọi lần lượt, nó gọi lần lượt hết. Không có chuyện là bỏ qua một đơn hàng nào đâu. Em theo dõi rất là sát sao luôn. Đây là mã thổ 13 đúng không? Rồi ok. Thổ 14 ạ. Còn một cái màu đen. Đen đen thổ 14 này. Thổ 14 cho em. Bảo An ơi chị xem có, các chị để ý nhá, lúc các chị comment số điện thoại xem nó có bị sai số không. Và ngày mai nhớ để ý điện thoại của em với á. Mã này thổ 14 cho em. Màu đen. Bộ em hết rồi. Bộ lúc nãy like hết rồi còn đâu nữa chị, làm gì còn nữa. Đợi bộ hè thôi. Mã thổ 14 cho em ạ. Bộ này các chị tầm khoảng 43-44 cân, khoảng là 65 cân. 219 ạ. Đấy chứ ạ, 219.000 đồng mã thổ 14. Cảm ơn chị Thảo Nguyễn nhé. Hôm nay để ý, đặt hàng để ý điện thoại. Nếu như ngày mai vẫn không thấy nhân viên em gọi, chị có thể điện trực tiếp vào cái số điện thoại của em để em giải quyết cho chị nhé. Chị đang hưởng nhé. Tất cả các chị mà đặt hàng lần thứ nhất không thấy gọi, lần thứ hai không thấy gọi, các chị điện luôn vào cái số hotline của em là 0989 198028, để em kiểm tra luôn lý do tại sao nhân viên nhà em nó không gọi. Được chưa ạ? Đây bò thổ này. Bò thổ này nha em, chỉ còn size to thôi. Được chưa ạ? Các chị từ 60 đến 75 cân. Từ 60 cân đến 75 cân em chốt. Em tặng cho chị nào mặc vừa. 100.000 một cái. Ok chưa ạ? Bò thổ đen các chị lên đơn hộ em mới. Tầm 60 cân đến 75 cân. Bác nào mặc vừa các bác chốt, em còn có bằng này cái màu đen thôi. Size to nhé các bác nhé. Form là form to ấy. Các chị comment là bò thổ đen và kèm số điện thoại ạ. Cho các chị này. 100.000 một cái. Còn vài cái em tặng nốt. Được chưa ạ? Em kỷ niệm nốt, các chị comment là mã thổ đen và kèm số điện thoại cho em này. Hết hàng rồi. Bò thổ đen 100.000 một cái. Nhiều khi chốt, đúng rồi, nhiều khi là cái hàng lẻ ấy, thì như em không còn hàng. Cho nên là những cái hàng mà nó, ví dụ như là có 10 cái thì gọi đến chị Tứ, có 10 cái chẳng hạn, có 10 cái hàng ấy, thì có đến 15-20 chị chốt thì gọi đến chị Tứ 10 là hết hàng, như vậy em sẽ không gọi nữa. Nhưng các chị cũng thông cảm, tại vì hàng lẻ ơi rẻ quá mà không vừa. 100.000 một cái.
Anh chị ạ, cứ 100.000 một cái cho em, còn tầm chục cái thôi ạ. Còn tầm chục cái 45 cân không vừa, từ 60 cân đến khoảng là 75 cân. Để chạy 60 cân, 75 cân em chốt, một rổ đen cho em nhá. Người bà là cao to. Áo phông quả cherry thì không này, áo phông quả cherry nhá. Người đấy là tối nay nó trốn hẳn. Mã này các chị lên cho là mã A đi, A 1 cho em với. A 1 áo phông quả cherry này, 139.000. Hàng này hàng Quảng Châu nhé các chị nhé. Nó chỉ có sót vài cái thôi. Chất mặc rất là thích luôn ạ. Đây các chị này, mã này các chị comment là A1 ạ. A1 là phông quả cherry cho em còn sót một cọc này. Được chưa ạ? Hàng này hàng 25 được trước các bác nhé. Hàng 25 em tặng các chị mức giá là 130 bao nhiêu tiền thì chị nhỉ? 139.000 đúng không? 139 lên lúc bộ này em đi áo ra luôn chị ơi. Áo ra nó lẻ sai 65 cân nhiều ấy đào. Ok, bố này em chốt đơn các chị tầm khoảng 50 à. À, không có cổ em có áo phao á, phao còn lẻ vài cái chị ơi, phao chỉ còn lẻ sót vài cái. Mã này các chị comment là mẫu A1 cho em ý chị nhá. A1 áo phông quả cherry này. Cho em áo da, áo da bây giờ nó lẻ sai em lười lên quá. Bây giờ một cây áo da ở bên kia. Áo len còn chị ơi. À đây này, còn ít áo len của cái hàng này này. Em tặng các chị 100.000 một cái nhá. Cổ tim này. Các cổ tim với cổ tròn luôn. Có áo da chị nhấc áo da lên xem rồi. Áo này áo phông cherry 139. Đây áo len này 100.000 một cái em tặng nhá. A1 dưới 55 cân đấy chị ơi, 40 cân đến 55 cân chị Phượng Tuấn nhá. Từ 40 cân đến 55 cân. Ê ôi ăn nhiều bánh chưng quá bây giờ nóng cổ. Ôi em chào bác Trang Len nhá. Dịch riêng cái này bác không mua được hàng buồn quá ấy. Vâng, để đây. Bây giờ em lên áo da lẻ nhá. Em sale đồng giá 2,5 cổ nó hàng da nhung, hàng cao cấp ạ. Nhưng mà thôi em tặng các chị nốt cái này trước đã. Áo len. Áo len nhung với form này các chị đầm 55 cân đổ về cho em. 40 cân đến 55 cân em tặng các chị 100.000 một cái. Có cả cổ tim, cả cổ tròn nhá. Mã này là A2 đi. A2 và kèm túi bên ngoài ạ. Đây chị này. A2 cho em cứ 100.000 một cái áo len len nhung cho em. Len nhung cái hàng này nhung ép. Ok chưa các bác ơi, mã A2 cho em này, 100.000 một cái áo len. A2 bác nào chốt nhanh có nhá, tại vì em còn sót chục cái cả cổ tim cả cổ tròn. 55 cân đổ về 40 cân đến khoảng 50 556 cân. Độ ánh nguyệt ok này. Toàn bộ hàng đẹp luôn ạ, A2 nhá. Bác nào chốt anh tay được. Cứ 100.000 một cái áo này cho em. Mã này là A2 chị Trần Hiền, đừng có mày là len nhung. Chất này ok lắm, hàng 28 mà chị. Hàng 28. Dương Quỳnh Nhi này, Nguyệt Vũ ok này, A2 này. Có cả cổ tim cả cổ tròn ngày mai các chị nhắc nhân viên nhà em mà lấy cổ tim hoặc lấy cổ tròn. Hồng Nguyễn Thị Hồng ok, Đỗ Ánh Nguyệt ok, chốt đơn này. A2 chị Vân Đặng này, chị Dung ok này.
Chốt tổ 2, tổ 3 cho em nhé. Ok Hương Xuân nha, mã này thủ. À quên, mã này các chị có bên là A2 ạ. A2 cách số điện thoại cho em. Đẹp lắm này chị Thảo Nguyên, ok em chốt này. Chị Hương Hương có đơn hàng A2 này, Trần Hiền có A2 này. Các bác cứ lên đơn và kèm số điện thoại trên món em còn tầm hơn chục cái. Có tầm hơn chục cái, chất sướng lắm chị này. Hôm nay có bò không em, ngon gạo. Khoác len em hết rồi, khoác len hết hàng chị ơi, mã A2 cho em. Rồi em qua mẫu nhá, em qua áo da luôn, áo da lẻ thì các bác nhanh tay được. Các chị comment luôn cái size số, cái mã hàng giúp em với. Các chị này, rất tiếc luôn, hôm nay khách hàng em đến rất là nhiều. Nhưng mà tại vì là áo da thì em chỉ còn size nhỏ thôi. Nên là hôm nay những chị nào từ 40 cân đến 50 cân là các bác rất là hời luôn. Thực sự nhá, chị nào vừa các chị lấy luôn này. Không, đây là mã áo ấy. Thì ngày mai bọn nó khắc tỉnh. Mã này là mã bao nhiêu đây? 2036 của size M. Em tặng các chị 250, chị nào vừa chốt luôn. Bây giờ mới lên áo da mà chị 2036. Ủa cho vào túi luôn này. 2036 ạ. Đây chị này. Size này các chị dưới 50 cân thôi, 40 cân đến 50 cân. Đừng comment là áo da chị ơi, comment em hộ em là cái mã áo em đọc ấy. Mã áo này là 2036 ạ, size M nhá. Dưới 50 cân. Để chạy, ô con này sao lại mất cúc thế này. Sao lại mất cái cúc ở đây được nhỉ? À đây là nó vẫn bấm ở đây, bà nào bà giật mạnh nhỉ. Chắc bà nào xem rất may. Đây 2036 size M nhá. Ngày mai em khắc phục cái cúc này cho các chị. Đẹp quá, có 250 này, 2036 này. Rồi em lên từng mã và em đọc mã hàng luôn đấy các chị nhá. Size này size vẫy các chị tầm khoảng là 60 đến 65 cân, 60 cân đến 65 cân. Các chị comment là trụ đỏ 3X cho em với. Trụ đỏ 3X kèm số điện thoại cho em. 250 ạ, trụ đỏ của size 3XL. Các chị yêu từ 60 cân đến 65 cân ạ. Da nhung đình đá. Đấy chưa ạ, da nhung đình đá 60 đến 65 cân. Em chốt đơn. Comment là trụ đỏ 3X kèm số điện thoại ạ. Đấy chưa ạ, trụ đỏ 3XL và kèm cả số điện thoại cho em. Các chị tầm 60 cân đến 65 cân nhé. Trụ đỏ 3X giúp em với. Đồng giá 250 hết. Sao này hàng cao cấp và chị giặt máy thoải mái chứ không nổ đá. À không nổ ra. Đây trụ đỏ 3X có 2 cái này. Trụ đỏ 3X đi vào chốt luôn đi chị ơi. Đẹp chưa? Trụ đỏ 3X cho em. Trụ đỏ 3X kèm số điện thoại ạ. 2012 màu vàng của size M. 2012 vàng M và kèm số điện thoại ạ. Còn một chiếc trụ đỏ 58 cân chắc có. Chị ơi, lại còn 2X nhá. Tí em lấy. Ơ, chị không lấy hết ở ngoài kia. Chưa lấy hết đúng không? 2012 trụ vàng M ạ. Đấy, 2012 trụ vàng của size M cho em. 250. Được chưa ạ? Trụ vàng của size M mà 2012 và kèm số điện thoại này. Dưới 50 cân thì các bác nhé. Dưới 50 cân nó chốt đơn. Mã 2012 màu vàng của size M. Nông Thu Bích chốt trụ đỏ 3X. Ôi dồi, từ Tết năm ngoái năm nay mới nhìn thấy chị. Mã này là trụ vàng size M. Mã này là mã 2012 ạ. Đấy chị ạ, 2012 trụ vàng. Chị Loan Hà có đỏ 3X. Ngon gạo có trụ đỏ. Đây trụ vàng cho em. Trụ vàng mà kèm số điện thoại cho em của size M nhá. Minh Ngô có 3X này. Thế như bên kia 3X rất nhiều. Còn nhiều lắm. Chị lấy hộ em sang bên này xem có tầm bao nhiêu cái. Đợi em kiểm tra xem còn bao nhiêu cái trụ đỏ 3X nhá. Đợi em một xíu ạ. Rồi nhận ra màu đỏ đẹp lắm. Cảm ơn chị Sen Hương nhá. Đây trụ đỏ 3X vẫn còn này. Còn trụ đỏ 3X nhá, 250 này. Ôi trụ đỏ 2X chị ngon gạo này, 58 cân lên luôn. Đây 58 cân 2XL cho em này.
Chữ đỏ 2X, chị nào lấy chữ đỏ 2X các bác lên đơn cho em. Chữ đỏ 2X và kèm số điện thoại này. Được chưa? Chữ đỏ 2X và kèm số điện thoại cho em. Đẹp chưa các chị này? Chữ đỏ 2X lên đơn cho em và kèm điện thoại nhé. Còn con nữa này. Đây là chữ đỏ 2X. 2X có 2 con này. Ôi đẹp chưa? Không có S đâu chị ơi. Áo da này không đánh S đâu. Chữ đỏ 2XL cho em. Ngon gạo lên số điện thoại chị nhá. 2XL này. 2XL các chị 55 cân đến tầm 60 cân. 55 cân đến 60 cân đấy con 3X này. Đấy, các chị có phải là trụ đỏ 2X và trụ đỏ 3X 70 cân không vừa chị ơi, trụ đỏ 2X à 3XL các chị tầm dưới 65 cân thôi. Tại vì áo da nó không co giãn. Đây 3XL này. Ôi, đẹp chưa? 2X 3X có nhá, chị Nguyệt Vũ có đơn rồi này. Chị nhắc hết bên kia chưa? Nguyên màu đỏ này hết rồi. Nguyên màu đỏ hết rồi đúng không? Đây này 2XL này. Đây có cả 2XL mẫu này nhá, trụ đỏ 2X cho chị Nguyễn Thị Huyền ok, Nguyệt Vũ ok chốt đơn này. Đây các chị lên cho em là mẫu này là bè đỏ cho em với. Bè đỏ 250 một cái á. Bè đỏ kèm số điện thoại XL là một này. Hai cái XL màu đỏ này. Chị nhớ của em con kia bác. Còn 3 con XL 3 con đều XL hết. Các chị 55 cân đến tầm 60 cân. Đấy nhá, các chị từ 55 cân đến 60 cân. Các chị comment em là bè đỏ và kèm số điện thoại cho em với. Bè đỏ và kèm số điện thoại cho em có cả đá nổi đá chìm nhá. À, có đen không á? Không có một cái màu đen thôi. Mã này các chị có mê là bè đỏ XL 55 cân đến 60 cân. 55 cân đến 60 cân chốt đơn. Bè đỏ XL kèm số điện thoại ạ. À. Em còn sót 3 cái này. Thùy Trương ok chị này, bè đỏ XL cho em. Trụ đen á không còn nữa chị ơi. Em hết quần bò rồi. À có nhưng mà lẻ sai chị ạ. Trụ đỏ 55 cân ok chị Hoa Nguyễn. Bác nào lấy con này là bể đỏ cho em từ 55 cân đến 60 cân này. 55 đến 60 cân. Bể đỏ và lên số điện thoại cho em ạ. Đây chị này, 55 cân đến 60 cân. Mã là bể đỏ cho em nhé. Hết đen chị ơi. Chị Giang Nguyễn chốt dồn đơn này. Mã này con này là bể đỏ cho em. Lên số điện thoại cho em các chị mình có đơn ạ. Bể đỏ XL 55 đến 60. Em còn sót 3 cái em hết này. Các chị ơi lên nhanh tay cho em nhé. Cổ bể màu đỏ. Đây con 2078 em còn đúng một cái size L này. Bạn nào nhấc nhanh tay nhá các chị nhá. 2078 size L. Các chị từ khoảng 55 cân, 50 cân đến 55 cân em chốt. Được chưa? 2078 đỏ L kèm số điện thoại. 2078 đỏ size L cho em còn một cái. 2078 đỏ size L cho em còn sót một chiếc ạ. Thế thì nhiêu ơi, đẹp chưa? Ra hàng cao cấp xịn sò luôn. 2078 size L màu đỏ 50 đến 55 cân. Size L nhá, 50 cân đến 55 cân em chốt đơn. 2078 ạ. Này. Đỏ size L này. Cổ bẻ đỏ của size L luôn. Con này ra dù. Mã này comment của em là 559 ạ. 559 và kèm đối thoại cho em cổ bẻ màu đỏ size L. Từ 50 đến 55 cân. 250.000. Con da dù giặt máy thoải mái, dòng dã không bị nổ ra. 50-55 cân. 559 à? 559 á. Cổ bẻ màu đỏ cho em. Size L nha các bác nhá. 50-55 cân. 50 cân đến 55 cân em chốt. Mã 559 và kèm số điện thoại cho em. Đây chị này. Đẹp chưa? Đơn giản nhá các chị nhá. Không có đá. Da dù cho em. Hàng cao cấp giặt máy thoải mái. Túi thật. Mã này là mã 559 á, đỏ size L nhá, 50 cân đến 55 cân. Này chị ơi 559 này. Bạn nào chốt 559 không, con này đẹp quá đẹp luôn này. Màu đỏ nhá, đỏ đậm cho em bên ngoài không phải đỏ tươi đâu ạ. 559 kèm số điện thoại. Size L nhá, chị Hoàng chấm rồi ok. Trụ vàng này còn chỗ nào nữa? Cái trụ vàng của nó là 2012 đúng không? Comment giúp em là trụ vàng 2012 CM nhé. Trụ vàng 2012 CM cho em. Dưới 50 cân ạ. À. 2078 CM màu vàng. 2078 M vàng cho em với. Dưới 50 cân ạ. À. 250. Dưới 50 cân chốt đơn. 2078 vàng M.
dưới 50 cân. 2078 màu vàng một size M dưới 50 cân, ra chốt đơn nhé. 2078 ạ. Màu vàng một size M. Rồi chị Hoài Thu ok chị này. 2078 vàng mời. Con này ra sần nhá, XL này. Con này hàng 48 các bác này. 2078 em cũng xả luôn ha. À 7267. Mã này 7267 XL nhá các chị, 55 cân đến 60 cân. Được chưa? 55 cân cho đến 60 cân hàng cao cấp ra sần cho em. 55 cân đến 60 cân nó chốt đơn. Đây các bác ơi, rất đẹp lắm ạ. 250 luôn. Em còn đúng 2 chiếc của màu nâu tây. 2 chiếc của màu nâu tây cho em mặc hơi rộng nhá các bác nhá. Đây các chị này, thì các chị tầm 55 cân đến 60 cân, 54 cân đổ lên. Mã này mã bao nhiêu nhỉ? 7267. 7267 ạ. 7267 kèm số điện thoại cho em. Còn 2 chiếc ạ. Các chị nhìn cái da của nó này, xuống đời không? Đấy chứ ạ, 7267 lên đơn cho em nhá. Màu cũng đẹp cơ. Chị nhìn đấy ạ. Chị Trần Thành Cúc có một cái này. Còn hai, có 2 chiếc đấy, chị nào lấy luôn cho em nốt cho nó gọn mẫu ạ. 7267 nhá. bảy bảy chín màu đen và 779 cho em màu cam đất size M hết ạ. Ra sần đặt được chị ơi. Chị Nguyễn Thị Huyền ơi, chị cứ comment mã hàng kèm số điện thoại cho em, đừng comment là cho chị một cái, comment luôn mã hàng kèm số điện thoại cho em. Đây cái này em còn một đen nhá, một đen của mã 779 màu này cam đất này. Mẫu này cho nó các chị 40 cân đến 48 cân, 40 cân đến 48 cân ạ. Đây các bác ơi, 40 cân đến 48 cân nhá, 250. Mã này là mã 779 á. Đây 779 cho em. 250, một cái màu cam đất, một cái màu đen. Còn sót đúng 2 chiếc không? Bên kia còn không, chị nhấc nốt cho em với. 779 màu đen và 779 cho em màu màu cam đất. Đen với cam đất, mã 779 nhá. Màu đen màu cam đất cho em. 779. Đợi em một tí em lấy thêm hàng đã. Nếu các chị nhìn cắt da này, đẹp chưa? 779 ạ, 779. Màu cam đất với màu đen. Hai 2012 của chị màu nâu bò size M dưới 50 cân. Mã 2012 nâu bò size M ạ. 40 cân đến 50 cân mã 2012 nâu bò nhá. 2012 nâu bò của size M cho em với ạ. 2012 nâu bò của size M. 250 mã 2012 nâu bò size M còn sót 2 chiếc ạ. 2012 nâu bò xanh mờ các chị yêu từ 40 cân đến 50 cân nhá. Áo da các chị mặc vừa ôm nó sẽ đẹp, mặc rộng quá lại xấu và mặc chật quá không mặc được. Đấy các chị ơi, dưới 50 cân em chốt đơn. Em 51 cân này. Mã này các chị lên hộ em là mã 2012 nâu bò xanh mờ cho em với. Còn sót 2 chiếc một nâu bò của xanh mờ luôn này. 2012 nâu bò xanh mờ. Nguyễn Hương một cái này. Còn 2 chiếc bác nào lấy nốt đi. Các chị nhìn cho em chất da xuống đời luôn ấy. Ủa, khác nhau hả? Đây là 2011. 2012 có một cái. Đây là 2011 nhá. 2011 nâu bò của size M cho em. Chưa, 2011 nâu bò của size M các bác lên đơn cho em có 250 em số, các chị mua được ngoài thị trường luôn. Người ta vẫn đang bán các chị là 450 một cái. Vẫn đang bán là 450.000 một áo mà bây giờ em xả có 250 thôi. Các chị lên nhanh tay nhá. Thì hàng lẻ size lẻ số. Đây là 2011 ạ. Bác nào không chốt được cái mã 2012 các chị chuyển sang 2011 để cho em. Đây là 2011 ạ.
rất rất nhiều luôn. Rồi ok chị Yến Nguyễn, chị Thu Nguyễn này, chị Yến Hoa ở trong kia còn sót mấy cái nâu bò ở trong kia kìa. Ok chị nha, 2012 cổ trụ em chỉ còn size M thôi nhá. Trụ hồng này cho em. Trụ hồng này có cả size L nữa này. 2011 hồng của size L cho em ạ. Chị xem em size M của 2011 nó có size 2011 có 2012 nó có size M không? Của hồng ấy. Mã này 2012, 2011 có size M này. Các chị comment em là trụ hồng đi. Trụ hồng mà kèm số điện thoại cho em với. 2012 có. Trụ hồng này. Món này các chị 40 cân đến 52 cân nhá. Mã này các chị lên là trụ hồng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 40 cân đến 51 52 cân đổ về em chốt ạ. 40 cân đến 51 52 cân đổ về em chốt đơn. Mã này comment là trụ hồng ạ, 250 ạ. Còn nhiều không để chị ghi ra? Còn mấy cái. Trụ hồng lên đơn hàng cho em. Trụ hồng, trụ hồng. Bao tiền nhỉ? 250 không? Nó sốt ruột. Nó rất sốt ruột luôn. Đây các chị này. À có cái XL này. Còn sót một con XL luôn. Trụ hồng XL nhưng còn sót một cái. Dưới 60 cân nhé các chị nhá. Trụ hồng dưới 60 cân này còn sót một cái rồi hết hàng đây này. Đấy, còn sót một cái trụ XL ở đây này. Trụ hồng cho em. Em tặng luôn 250. Nó đây kìa. 2011 không còn đen đâu ạ. Hồng cho em 53 cân đến size L chị Hoàng chấm nhá. Đây bác là lấy trụ hồng, các bác lên đơn hàng cho em. Cái này là trụ hồng kèm túi thần, còn có mấy kiểu đấy. Cái chị chọn size vừa cho em rồi. Con này nó cũng nhỏ nhỏ, không phải con to. Cô bé mua vàng. Cái áo gió rất lâu này. Chị Đông Xuân chị Hoàng chấm thôi ok chị. Áo gió nào chị? Đây áo gió em còn hai cái vàng một cái hồng này. Gió hồng các chị 45 cân đến khoảng 55-56 cân. Còn màu vàng các chị 55 cân đến 65 cân. Các chị comment là gió vàng hoặc gió hồng kèm số điện thoại nhé. 150.000, em còn có 3 chiếc em lẻ hết hàng rồi ạ. Còn sót có 3 cái thôi. Mã này các chị comment là gió hồng hoặc là gió vàng kèm số điện thoại cho em 150 một cái. Lót lông bên trong nhé các chị nhé. Lót lông bên trong. 55 cân đến 65 cân các chị chốt gió màu vàng này cho em. Và các chị từ 55 cân đổ về các chị chốt cho em. 45 cân đến 55 cân các chị chốt cho em màu hồng. Em còn có đúng 3 cái thôi. 2 vàng 1 hồng. 250. 150.000. 150 bán hết. Còn có mỗi 3 cái. Em còn một ít cái tinh dầu tràm Huế này. Cái này rất là thích hợp cho chị em nhà mình đang lúc mùa dịch thế này. Thích hợp tất cả mọi gia đình. Đúng không ạ? Cái này lúc nào nhà em cũng có. Tại vì nhà em có trẻ con em nó nhỏ. Lúc nào cũng phải có cái tinh dầu tràm ở trong nhà. Hoặc là các chị mà lúc lau nhà các chị là cho thêm một ít, một hai giọt vào cái nước lau nhà của nhà mình ấy. Nó cứ kháng khuẩn rất là tốt luôn. Để cho các chị lên là tinh dầu tràm và kèm số điện thoại ạ. Bao tiền một lọ này trước mình bao nhiêu, bây giờ còn sót mấy cái bán nốt. Chị xem em ở trong tủ em còn mấy lọ nữa. Nó có rất là nhiều công dụng luôn ạ. Hàng này hàng đậm đặc các chị nhá. Hàng này hàng đậm đặc luôn ý. Tinh hả? Đây, thế thì còn có 5-6 lọ thôi. Để lại một lọ cho mình dùng luôn nhá. Em tặng kèm luôn các chị 50.000 một lọ. 3, 6, 8. Còn có 8 lọ thôi. Còn 2 lọ nữa. Rồi, các chị có phải là tinh dầu tràm mà kèm số điện thoại ạ? Dầu tràm Huế và kèm số điện thoại cho em 50.000 một lọ. Cứ 50.000 một lọ, ngày mai các chị nào lấy kèm đơn. Tại vì em rất là lười bán cái loại này. Tại vì nó là lọ thủy tinh.
nó là lọ thủy tinh cho nên là lúc mà vận chuyển nó rất là dễ vỡ. Cái chạm nó rất là dễ vỡ luôn. Các chị lên hộ em là tinh dầu trà mà kèm số điện thoại cho em còn tầm chục lọ thôi. Đấy chứ, tặng cho chị em thì mình 50.000 một lọ. 50.000 đồng một lọ. Cái này là của công ty trách nhiệm hữu hạn dược Mỹ Thiên Nhiên Skin. Lên hộ em là tinh dầu tràm các bác nhá, tinh dầu tràm Huế và kèm số điện thoại ạ. 50.000 một lọ này, các chị nào có đơn hàng ngày mai các chị lấy kèm đơn được. Lấy kèm đơn cho em chứ em không ship một lọ đâu nhá. Các bác thông cảm, 1-2 lọ em không ship nguyên cái này đâu, em bán kèm đơn hàng quần áo thôi. Các bác nào ngày mai có đơn hàng các bác lấy, tại vì em còn sót có chục lọ như này thôi ạ. Còn sót tầm chục lọ tinh dầu tràm ấy thôi, em bán tặng kèm đơn hàng ngày mai, kể cả các chị mua vào cho chị 2-3 lọ em không ship một đơn hàng mà có nguyên 2-3 lọ dầu tràm nhá, em bán cùng với quần áo luôn. Đấy, ship cùng luôn ạ. Cho đỡ bị vỡ, chứ còn ship nguyên mấy kia lúc vận chuyển là cái lọ thủy tinh nó rất là dễ vỡ luôn. Đấy, bán cùng với quần áo, lúc cái quần áo nó còn như kiểu là cái chống sốc cho mình luôn ấy, chống sốc ấy. Em còn có mấy lọ thôi, hết rồi chị ạ. Còn cái nẻ gót thì chị ơi, ở bên dưới kìa. Mà em bán luôn, em tặng luôn cho các chị không để để lâu, em sợ nó hết hạn đi, lúc lại phí đi. Đấy. Tại vì cái này không để được lâu. Em sợ để lâu hết hạn lại mang đi bỏ đi thôi, bán rẻ cho các chị nốt mỗi chị một cái. Không như quần áo không ạ, những cái này nó không như quần áo. Chị nẻ gót chân ấy. Cái này mà chị nào đang bị nẻ gót chân ấy, thì cái này các chị lấy cái loại này cho em. Tại vì là bây giờ nó cũng kiểu là gần hết cái mùa đông rồi ấy nhỉ. Cái này đang cần thiết mùa đông. Tại vì cái này em để quên ấy, để quên ở trong tủ. Cứ mỗi lần bảo bán lại quên mất này. Thấy chưa? Em bán cho các chị nốt là 50.000 một tuýp này nhá. 50.000 một tuýp của cái chị nứt gót chân ạ. Chị nứt gót chân một kèm số điện thoại ạ. Để cho các chị có mẹ em là kem nẻ cũng được. Kem nẻ và kèm số điện thoại cho em còn sót mấy tuýp này. Bán nốt các chị mình dùng. Các chị nào mà bị nứt gót chân thì rất là khó chịu luôn đúng không ạ? Mùa đông này cứ bị nẻ toác nó như kiểu cái vết chân chân chim ấy nhỉ. Nó nứt ra xong là nó chảy máu, rất là khó chịu luôn ạ. Đây các chị em còn mấy tuýp này em bán nốt cho các chị nhá. 50.000 một tuýp, hôm trước em bán là 79.000. Hôm nay bán tặng các chị 50.000 kèm đơn hàng luôn. Cứ 50.000 một tuýp nẻ gót cho em với ạ. Các chị có mẹ em là kem nẻ và kèm số điện thoại nhá. Kem nẻ kèm đơn hàng cho em với ạ, kèm số điện thoại cho em. Kem nẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Yên Phan nhìn thấy chị nhé, chị Loan nào thì ok. Cái này còn sót 3, 6, 8 lọ thôi, 9 lọ. 9 lọ, 9 cái tiếp kem nẻ này. Để bác nào lấy comment là em là kem nẻ và để lại số điện thoại cho em, các bác mình có đơn hàng nhé. Kèm đơn hàng luôn. Này chị ơi, chị để hộ em vào trong kia với. Ngày mai chị nào có như kiểu lấy thì các chị lấy luôn. Kem nẻ cho em với. Chị để vào trong cái túi. Cái túi chị ghi hộ em, không có mấy cái đứa kia nó không biết. Đây. Nó mới làm nó không biết. Rồi chị Vang Đàm ok này, chị Nguyễn Hường ok, em chốt đơn. Em thì em không bị, nhưng bà nội em ấy, mẹ chồng em là hay bị nẻ gót lắm. Mùa đông nào cũng phải dùng, không có nó nứt toác ra nên nó còn chảy máu ấy. Chị Phan Thị rồi ok này, chị Nguyễn Thị Nhung ok, chị Nguyễn Mỹ Lệ, em còn tầm 8 tuýp thôi nhá. Ngày mai báo nào có hết thì thông cảm cho em không có hàng này nữa, em không bán nữa ấy. Thế còn sót một ít thì em bán nốt, cũng sợ nó để lâu ấy. Để lâu nó cũng hết hạn, nó phí đi. Đấy chứ ạ, thuốc cái này nó chỉ dùng được một cái thời gian nhất định thôi, chứ còn không như quần áo. Nó không như quần áo. Đấy chứ ạ, còn cái gì nữa không? Kia kìa chị ơi, còn mấy ba cái lọ. Đấy. Cái này là nhà em dùng còn chưa hết một lọ này. Còn đúng 3 lọ thôi nhá. Cái này coi mày là dưỡng ẩm cho em với. Nó là vitamin E của Thái. Đấy chứ ạ, em tặng các chị 50.000 một lọ này. Dùng thử, được chưa? Nhưng em dùng cả nhà em còn dùng chưa hết một lọ này luôn. Dùng cả mùa đông luôn, không hết một lọ này. Đây chị này, một hũ này nhá. Các chị comment của em là cái gì nhỉ? Dưỡng ẩm kèm xuống, em còn sót đúng 3 lọ thôi. Được chưa? Em bán chị không biết bao nhiêu thùng này rồi. Còn đúng 3 lọ này, 50.000 một lọ. Tại vì cái mã này, cái hàng này em bán được lãi suất rất là thấp luôn. Thật ra các chị 80-90.000 một lọ thôi, không có thuốc ngứa chị ơi. Em giờ không bán nữa, giờ còn sót cái này bán nốt. Em để nốt thôi, còn đúng 3 lọ này. Các chị có mẹ là dưỡng ẩm nhá. Dưỡng ẩm một kèm số điện thoại cho em chị ơi, 50.000 một lọ luôn này. Nó là hàng của Thái. Hết rồi, còn 3 lọ nhá.
Rồi nhận đơn cho chị Huyền Phùng, Bích Thiện với chị Nguyễn Hương, em hết rồi ạ. Còn gì nữa không? Kìa, cái nẻ môi của Vaseline kìa. Đấy, nẻ môi đấy. Đây đấy, còn tầm chục tuyết đấy, tầm chục tuyết cái nẻ môi nữa. Hết rồi bác ơi, em còn đúng 3 cái dưỡng ẩm ấy thôi. Đây các chị này, cái nẻ môi Vaseline cho em nhá. Cái này bán tặng các chị ngày mai, các chị nào có đơn các chị lấy thêm 15.000 một cái này. 15.000 một cái dưỡng ẩm. Cái này dưỡng môi, cái dưỡng môi cho em. Dưỡng môi và kèm số điện thoại ạ, dưỡng môi 15.000. Ok, cho kèm đơn hàng quần áo luôn nhá, cứ 15.000 một cái dưỡng môi cho em ạ. 15.000 một cái. 15.000 một lọ một hũ này cho em, một hũ nhỏ các chị bác nhá. 15.000. Thấy chưa ạ? Kèm đơn hàng luôn. Em còn sót một ít thôi, mỗi thứ nó còn một tí thôi, hết hàng rồi. Em không nhập hàng này nữa, bây giờ còn tí nào em bán kèm nốt thôi 15.000. Các chị comment là dưỡng môi và kèm số điện thoại ạ. Dưỡng môi và kèm số điện thoại cho em cũng 15.000 đồng một dưỡng môi cho em. Set màu xanh đằng sau á. Cái đấy 150 nhưng các bác nào lấy từ đầu like rồi chị ơi, chị Tâm Trương nhá. Có chị nào lấy từ đầu like đây các chị lấy là dưỡng môi. Và trước em bán còn đồ gia dụng bây giờ thôi em bảo chuyên một thứ cho đỡ mệt, chứ bán nhiều thứ nó mệt mỏi lắm. Không kiểm soát được hết. Đây dưỡng môi cho em nhá, dưỡng môi kèm số điện thoại cho em 15.000. Chị Hoa ơi, cho hết một cái túi nhá. Ngày mai chị nào có đơn hàng kèm theo thì các bạn ấy ca chốt. Đây này còn hai cái bộ cắt móng ra, bộ cắt móng tay. Bán hết đi nhá, đi đến đâu. Còn hai cái bộ cắt móng tay này 100.000 một bộ nhá các chị nhá, 100.000 một bộ cắt móng tay như này cho em. Đây này, bộ cắt móng nhá các chị nhá. Một bộ cắt móng nữa xịn sò luôn, hộp da như này. Em bán các chị 100.000. Nó rất là đầy đủ các thứ ở bên trong này luôn. Đây các chị này. Đầy đủ các nói chung là nói như nào nhỉ? Nó có bao nhiêu món cơ? Đây này. Các chị nhá, một bộ này tất cả em tặng các chị 100.000. Nó có cả kéo này, cắt móng tay này, rồi là lấy giấy tay, rồi các kiểu luôn. Nó có rất là nhiều các chị nhá, 100.000. Cái gì có cả kìm cắt bấm móng tay các kiểu luôn nhá. Em còn đúng hai set luôn ạ, sót ra hai set này 100.000 một set, 100.000 đồng một set đấy, 100.000 một set. Các chị lên đơn cho em là mã bộ bấm móng mà kèm số điện thoại nhá, bộ cắt móng được. Em còn sót 2 set này thôi. Ở trước em bán đầy đủ các loại luôn này. Đầy đủ các loại luôn, em còn sót đúng 2 set thôi. Hết rồi. Thôi em nghỉ các bác nhá, ngày mai em bán tiếp. Áo da nhà em còn rất nhiều, nó lẻ size, lẻ mẫu ấy. Thì hẹn các bác là mỗi một tối em lên một ít thôi, muốn nói lâu quá là kịch của họ ngày mai nhà em là không nói, em không nói được. Thu Hà Nguyễn ơi, hôm nay đặt cái gì đấy chị? Thôi em xin phép các chị nhá. Em nghỉ đây, bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon nhá.